mở đầu buổi học. Đầu tiên các đứng trên lưng cao cả, bác không lành che chở cho chúng con và giúp cho chúng con được thân thân sáng suốt, chuyên tâm học đạo để mau đến đài muôn kiếp thiên nhiên. Cầu xin ở khắp nơi những người có thiện chí gặp nhau trong tinh thần cộng tác học đạo để cùng nhau thúc đẩy sự tiến hóa chung. Cầu xin những quyền lực của ánh sáng ban sự giác ngộ đến cho tất cả nhân loại và tinh thần hòa bình ban giải khắp thế gian. Đâu ổn định chỗ ngồi, hãy thư giãn, tập trung sự chú ý vào hơi thở trong một lúc. Thở vào nhận biết ta đang thở vào, thở ra nhận biết ta đang thở ra, để cho nhịp thở đều đặn đưa chúng ta đến sự tĩnh lặng. Hãy nghĩ về xác thân. Xác thân này không phải thật là tôi. Nó là một lớp áo của tôi mặc lúc học hỏi ở cõi trần. Thể xác này rất trung thành và phục tùng tôi. Nó luôn luôn khỏe mạnh, siêng năng, tinh tấn, tinh khiết, luôn có tiết độ và hết sức trong sạch. Hãy nghĩ tới cái vía. Cái vía cũng không phải là tôi. Giống như xác thân, nó giúp tôi biểu lộ những tình cảm và ý muốn cao thượng, từ bi. Nó mảnh mai, màu sắc tốt tươi và luôn luôn rung động theo những tình cảm tốt đẹp, thánh thiện. Hãy nghĩ về cái trí. Cũng như hai thể trên, thể trí là một khí cụ tôi dùng để học hỏi, phân biện, xét đoán, tưởng tượng, ghi nhớ. Nó chăm chú từ chút vào công việc của tôi làm. Nó suy nghĩ chín chắn, luôn luôn tuôn ra và ghi nhận những tư tưởng tốt lành, từ bi, bác ái và cao thượng. Hợp ba thể thân, vía, trí, sử dụng chúng trong thời gian tại cõi trần này với những tư tưởng thanh cao, bác ái, vị tha, hào hiệp, khiêm tốn, khoan dung, ôn hòa và từ thiện.
là ác man, chân linh cao cả, toàn năng, toàn thiện, toàn giác, vô sợ, bất tại. Lòng từ bi bác ái của tôi bao la, bát nhát, vô tận, vô biên. Tôi là một với vạn vật, tôi yêu thương tất cả. Tư tưởng của tôi trong sạch, lời nói của tôi trong sạch, việc làm của tôi trong sạch. Tôi nhẫn nại, tôi khoan dung, tôi điềm tĩnh, tôi tinh tấn, tôi tinh khiết, tôi can đảm, tôi hy sinh, tôi lo phụng sự đặng mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Nhận thức sự liên kết của chúng ta với sự sống vĩ đại, và hãy cùng nhau hợp nhất qua thánh ngữ ơn. Chào tất cả các bạn. Hôm nay trước hết tôi xin giới thiệu một người mới đến là anh Bình, là con của chị Trâm. Chị Trâm thì đến đây vài lần rồi, còn anh Bình thì mới đến đầu tiên là mới đến đây. Và tôi rất hân hạnh tại vì người trẻ, mình cần người trẻ để tiếp nối cho những người già. Anh Bình là mất mình già rồi, thì có những người trẻ tiếp nối, người ta rất quan tâm mình. Còn hai em mới đâu. Rồi, bây giờ chương trình hôm nay đó, phần đầu đó thì mình sẽ hân hạnh chị Thuấn sẽ trình bày một đề tài rất là chuyên môn. Thật ra đề tài rất là chuyên môn, tại vì cái nhân thể đó là cái thể mà ở trên ba cái thể thấp của mình. Hồi nãy mình thiền đó, mình thấy thể sáng, thể vía, thể trí, và ba thể thấp của mình mỗi kiếp đó, xuống để mà ở cõi trần này nè để tiến hóa. Còn cái nhân thể đó luôn luôn nó tồn tại từ cái này qua cái khác. Thì tôi gọi là nhân thể là tại vì nó là chỉ con người mới có thôi. Còn có người dịch là nhân viên thể cũng đúng, là con là nhân viên, tức là cái nhân viên để mà nhân quả này kia đó nó chứa đựng trong đó. Thì mời chị Thuấn lên sân khấu để trình diễn. Body cuốn sau là the ego, tức là chân cả. Nhưng mà bữa nay chỉ trình bày được một trong hai cuốn, vì cả hai cuốn là tới 35 chương, rất là dài. Mong sẽ có dịp khác để trình bày được cuốn hai. Mình biết cõi A đi, tức là tiếng Việt Nam mình gọi là cõi cuối đại niết bàn. Dưới đó là Anupakada, là cõi đại niết bàn.
thì ở trên cõi Adi thượng đế tạm tạm nghĩ là đến thay dân thượng đế đưa xuống nhiều chân thần và monad. Lúc bây giờ thì vì thượng đế thứ ba chưa anh còn chưa tạo nên nên cõi những cảnh bên dưới chân thần thì ngự tại cái cõi đại niết bàn tức là Anupakada. Chân thần sẽ đưa xuống ba hạt nguyên tử trường tồn của thể trên, tức là cả ba hạt gom lại gọi là higher triad, tức là cái gì nhỉ, tam thể tượng thì bao gồm cái atma buddhimana. Atma thì ở tại cái hạt nguyên tử của cái cõi ở tại cái cõi niết bàn, có Atma, Amit là có Niết Bàn. Hạt nguyên tử thứ nhì thì sẽ đưa xuống cái cõi Bồ Đề là Buddhi Atom. Và hạt nguyên tử thứ ba là đưa xuống cái cõi trí. Cõi trí này là cõi tưởng trí thôi, thì là Mental Atom. Ba cái hạt nguyên tử này tạo nên cái mà chúng ta gọi là chân ngã, đây là tam thể tượng của con người. Đó, monad thì lúc nào cũng ở cõi nhất ải nhất bàn, và chúng ta có tam thể thượng là cái tam giác bên trên. Tam giác bên trên là tam thể thượng, Atma, Buddhi và Manas. Rồi từ cái Manas này sẽ đưa xuống ba cái hạt nguyên tử để làm tam thể hạ của mình, tức là đưa xuống cái hạt nguyên tử của cái cõi trí, hạt nguyên tử trường tồn của cõi vía, của thể vía, và hạt nguyên tử trường tồn của thể xác. Bây giờ ta nói về một phong. Khi mà vị thượng đế thứ ba nó tạo nên tất cả những cảnh, những cõi của tất cả những cái vùng bên dưới, tức là cho tới cõi phàm trần, thì chúng ta bắt đầu có những các vị thần linh và cùng với lại những cái tinh linh thiên nhiên các loài thì tạo ra cái kim thạch. Kim thạch thì cũng có chân thần ở đây, một vị chân thần thì sẽ có sáu hạt nguyên tử giống như ta vừa biết, ba hạt nguyên tử của ba cõi trên và ba hạt nguyên tử của ba cái thể dưới. Thì những cái hạt nguyên tử này nó sẽ đứng chung với nhau nhiều lắm, tức là ta gọi là hồn khóm. Hồn khóm là cái vỏ bao bên ngoài đây, ở trong đó thì những hạt nguyên tử này sẽ đi xuống cái cõi trần và sẽ nhập vào cái những cái kim thạch, tức là những cái tảng đá, hay là từ đó phát sinh ra những cái thứ kim loại đủ loại. Thì ví dụ như là một tảng đá chẳng hạn, thì là tảng đá lớn nó có những cái vân, có vân, hoặc là nó ở trong cái vân ấy, thì chúng ta thấy vài hạt nguyên tử. Và một cái khu vực rất lớn, nhiều tảng đá thì có nhiều hạt nguyên tử, sẽ lúc mà trở về, khi mà nó tan rã thì nó trở về trong cái này gọi là hồn khóm của kinh thạch. Thì nó có cái vỏ bọc bao gồm những cái nguyên tử của cả ba cái cõi, tức là nó vỏ bọc thứ nhất ở bên ngoài cùng thì là của cái cõi trần, tức là màu green này, ta thấy này, của cõi phàm trần ở ngoài, nó lớn nhất, nó mạnh nhất ở ngoài. Cái đó là những hạt nguyên tử của cõi trung giới màu đỏ đây, và bên trong cùng là những cái hạt nguyên tử tạo nên bởi những hạt nguyên tử của cái cõi trí, cõi hạ trí đây, nằm bên trong màu nâu. Thì đây người ta chỉ vẽ ba hạt thôi, nhưng mà thực ra là trong này có rất nhiều tam thể hạ của nhiều loại luồng, nhiều kinh thạch các thứ trong này. Sau những bộ tiến hóa thì chúng ta có thảo mộc từ kinh thạch này, những cái hạt nguyên tử này chuyển hóa thành ra thảo mộc. Thì những cây cối và những cỏ cây các loại thì cũng có những hạt nguyên tử như vậy, tức là cũng có từ chân thần đi xuống và tam thể tượng và tam thể tạng như vậy. Nhưng mà cái vỏ bọc của cái hồn khóm bây giờ chỉ còn có hai thành phần thôi,
tại vì cái thành phần trong ngoài cùng này là cái thể xác này của cái gói hợp trần này thì nó hòa lẫn vào trong những hạt nguyên tử để nó làm mạnh thêm cái thể phách của những cái hạt nguyên tử, của những cái thể phách của những cây cối. Thành ra nó cái vỏ bọc của cái thể xác nó không còn nữa, chỉ còn hai lớp thôi. Khi mà sang đến thành ra thú cầm, tức là tiến hóa, cây cỏ tiến hóa thành thú cầm, thì những hạt nguyên tử này cũng có những cái nguồn khó như thế này. Chúng ta có rất nhiều con thú, ví dụ như là thú hoang chẳng hạn thì có cả ngàn con thú xài chung một cái nguồn khó như thế này. Rồi đến thú nhà thì có thể là vài trăm con thú xài chung cái nguồn khó, tại vì thú hoang nó tiến hóa thì nó mới đi đến thú nhà. Và những cái nguồn khó mà cả ngàn con nó sẽ tách ra làm hai, rồi nó chia ra như vậy. Thì chúng ta chỉ còn có một lớp vỏ bọc thôi, là lớp vỏ bọc của thể của cái cõi trí. Còn mấy cái lớp vỏ bọc kia, cái lớp vỏ bọc của cái cõi vía này đó, cõi trung giới này thì nó đã hòa lẫn vào trong cái thể vía của con thú. Vì con thú nó có thể vía khá là phát triển, nó phát triển hơn là cái cây cỏ, và nó có một chút xíu thể trí rồi đó. Cho nên cái vỏ bọc chỉ còn là cái nguyên tử của thể chính mà thôi. Đây là nhìn chung tất cả thì chúng ta thấy là monad không phải là giống nhau, mà monad cũng chia làm 7 loại. 7 loại đi với 7 cung, tức là tiếng Anh là rays đó. Thì cung thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ở trên này là những chân thần thuộc loại thứ nhất, có thể do những cái vị đặc biệt của cung thứ nhất, thiên thần gì đó của thiên thần cũng chia là 7 cung, cho nên các vị tạo ra những chân thần như vậy từ thượng đế đi xuống. Thì xuống dưới này thì cũng có những cái hồn khóm của từng loại một, từ thảo mộc, từ kinh thạch thảo mộc thú cầm thì cũng chia làm nhiều cung như vậy. Thì đây là nói về kinh thạch, cho nên hãy còn ba cái lớp vỏ và nó nhiều cái như vậy. Bây giờ cái đoạn này là nói về kinh thạch, cái hồn khóm kinh thạch nó có ba lớp. Và bây giờ ví dụ như một tảng đá chẳng hạn, nó có vài cái tam thể hạ ở đây, tức là ba hạt nguyên tử trường tồn ở đây. Khi mà nó tan rã ra thì là những hạt nguyên tử này nó quay trở về, bởi vì những viên đá có thể là sau này nó mòn mỏi, nó biến thành đất cái gì, nó tan rã, thì những cái tam thể hạ này nó sẽ quay về, nó nằm trong một khóm này để nó chờ nó tiến hóa thêm. Đây là nói về những cái cung của những cái viên ngọc mà nó được sinh ra từ những cái bản đá. Thì chúng ta cũng thấy 7 cung như vậy. Ví dụ như kim cương thì một cái cung thích nhất. Và một số những cái đá quý mà nó liên đới thì không ở đây không nói kỹ, nhưng mà chúng sách có nói cũng thuộc loại cung thích nhất. Cung thứ hai thì bao gồm có sapphire, tức là ngọc xanh, và một số những cái đá quý nữa. Nhưng mà cái này là chủ của cái cung, nên là quan trọng nhất. Và đây là emerald, là ngọc lục bảo. Ngọc thạch thì nó cũng nằm trong cung thứ ba này. Đây là jasper, là ngọc thạch anh, thì thuộc về cung thứ bốn. Thì mình cũng biết là cung thứ bốn thì nó thuộc về sau này mà người thì là những nghệ sĩ đấy. Còn đây là hoàng ngọc thuộc cung thứ năm, tức là cung của những hoa học gia. Ruby là hậu ngọc thuộc cung thứ sáu, là cung của những nhà sụp tín, người rất là tin tưởng chân sư hay là thượng đế. Và đây là kèo thạch anh tím, thì nó thuộc về cung thứ bảy, là cung của những vị pháp sư. Đây là nói về những thảo mộc, thì cũng tương tự như kim thạch, thì cũng ở trên đưa xuống ba cái tam thể thượng và ba cái tam thể hạ. Thì tam thể hạ này đầu thai vào trong những cái cây cối. Thì ví dụ như một cái cây lớn thì chúng ta có một cái tam thể hạ, tức là ba nguyên tử ở trong một cái cây lớn. Còn những cây nhỏ thì có thể là nguyên một đám cây nhiều, nhưng mà những cái này nó cũng có một phóng và nó rô vào đây trở lại, thì nó có rất nhiều tam thể hạ trong này.
khi mà cái cây nó bị chết thì cái ba nguyên tử nó quay trở về nằm trong hồn phóng. Đây là hồn khóm của thú vật, thì cũng giống như trên, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái bức tường thì cái vỏ bao này chỉ còn có một lớp là của thể trí mà thôi. À, đây là tam thể hạ. Thì khi mà con thú vật chết thì nó sẽ ba nguyên tử nó quay trở lại nhập chung vào cái hồn khóm này, và tất cả những kinh nghiệm nó gặp hái được thì nó sẽ đem chia cho tất cả những con thú vật khác ở trong này. Ví dụ như là cả một đàn chó sói chẳng hạn, cả đàn con, thì nó nếu một con nó học hỏi được cái kinh nghiệm gì thì nó sẽ đem vào nó chia bớt cho những con kia, thì con kia mỗi con học được chút ít, tại vì nó chia loãng ra thì mỗi con học được một chút ít thôi chứ không phải là toàn thể giống như con này. Và khi con này nó đầu thai xuống trở lại thì nó cũng dùng hạt nhân từ đó, nhưng mà những kinh nghiệm của nó không được toàn diện nữa, tại vì nó đã chia cho những con khác rồi. Đây là để nói về những cái hồn khóm chia tách ra làm nhiều hồn khóm, một hồn khóm chia làm hai hồn khóm là vì lý do những cái phần mà những cái sự ví dụ như sự tiến hóa của những con thú nó giống nhau, ví dụ như là một con học được những bài giống nhau, mấy con kia ngu quá không học được gì, thì nó có tính cách là nó sự rung động, nó kết hợp với nhau và cuối cùng nó chia làm hai cái nhóm này, ví dụ nhóm này thông minh hơn, nhóm này kém hơn, thì chia làm hai nó xảy ra một cái bức tường, nó chia như vậy cuối cùng thì tách ra thành ra hai hồn khóm, tức là từ 1000 thành ra 600, một bên 600 một bên 400, ví dụ như vậy chia ra từng từ. Bây giờ là nói về nó như thế nào để nó ví dụ như là cuối cùng nó chia ra thì một con nó rất là đặc biệt thông minh, nó chia ra đứng một mình đây, và con kia là một cái nhóm hãy còn chưa chia ra, thì đây là cái con nó bắt đầu cá thể hóa và từ từ nó biến thành người, chỉ còn một con thú thôi. Thì bắt đầu khi mà nó chỉ còn một con trong một khóm này thì nó ở trong này nó quậy lắm, nó sẽ coi những cái làn sóng ở trong này và ở trên sẽ đưa xuống những cái làn sóng xuống để mà nối để liên lạc và để cho con thú biến thành người, thì ở trên này sẽ liên lạc với bên dưới, tức là tam thể thượng tam thể hạ sẽ có những sự liên lạc mật thiết với nhau thông qua cái kênh càng ngày càng lớn. Và cuối cùng đây là cái cosmology của con thú, bắt đầu nó có một cái gọi là vortex, tức là một cái cơn lốc ở trong này, và trong này cũng có một cơn lốc ở trong cái thể trí của con thú, hai bên sẽ gặp nhau và như thế là con thú nó lấy được cái cosmology và nó thành người. Cái này người ta so sánh tương tự như là cái vòi rồng hút nước, thì ở trên này có đám mây rồi nó đọng lại thành những hạt nước và nó có những cái cơn xoáy giống như là những cái cơn xoáy mà đánh ở miền Đông nước Mỹ, nhưng mà nó đi ở trên biển, ở dưới này nó sẽ xoáy và nó làm cho nước cũng xoáy cuốn theo hai bên hút lẫn nhau và tạo thành một cái cột nước khổng lồ, thì nó sẽ trộn lẫn nước biển với lại cái bên trên. Do đó chúng ta thấy là cái trường hợp cosmology nó sẽ đi xuống và nó gặp được cái thể trí và thể trí gặp nhau và nó có những cái hạt nó trộn lẫn với nhau. Bây giờ chúng ta thấy có ba cách để một con thú trở thành người theo cách bình thường. Thì thứ nhất là thuộc về trí, thứ nhì là thuộc về vía và thứ ba là thuộc về cái ý chí. Thì nếu mà nó ở với người chủ thông minh thì nó muốn cố gắng để hiểu người chủ thì nó hạ trí của nó thông thương đối với thượng trí và nó trở thành người qua cái sự thông thương với thượng trí. Thứ nhì là con thú này nó ở một gần một cái người rất là tình cảm thì nó rất là thương chủ và nó thông thương đối với bồ đề của nó, tại vì nó thương người chủ quá. Rồi con thú được ở gần người chủ với ý chí mạnh, ví dụ như là mấy con chó đẹp trê của mấy ông cảnh sát chẳng hạn, thì nó hoạt động rất nhiều và nó thông đồng tam thể hạ, thông đồng với tam thể thượng thông qua ác ma, tức là ý chí. Mấy con thú này nó có ý chí rất mạnh. Một con thú cũng có thể trở thành người theo những cách bất bình thường. Cái cách trên là những cách bình thường là tốt, còn những cách này là bất bình thường.
thì những cái con thú mà hồi xưa nó ở bên mặt trăng thì nó được ở gần những vị thần linh của mặt trăng, và nó sẽ trở nên kiêu ngạo, nó nghĩ là nó hơn những con thú khác, lúc nào nó cũng có cái lòng kiêu ngạo. Khi mà nó trở thành người ở trên trái đất thì nó không thèm làm cái dấu lần đầu tiên, nó cho là thấp kém quá. Rồi như lúc mà cái gì thì nó thành, nhưng mà nó rất là kiêu hãnh, nó cũng khôn ngoan hơn người nữa. Thành ra cuối cùng nó trở thành cái nhóm sâu xa ở Atlantis, là nó bị tiêu diệt, mà nó cũng vẫn còn trở lại đây. Và nó trở thành những người rất giàu sang và lũng đoạn kinh tế của thế giới. Thế thì là cái loài nó bị đối xử ác độc, nên nó cố gắng nó tách ra khỏi cái vùng khó để nó cô, để nó tránh cái sự kẻ nó thành người, thì nó sợ sệt và kém thông minh. Thứ ba là nó cũng bị đối xử ác độc, nhưng mà nó lại thù hận thay vì sợ sệt. Thì nó khi thành người, nó thành người ác, thích hành hạ người khác, như là mấy cái người mà Inquisitor thời Trung Cổ mà đi cứ hại những người khác, cho là người ta là tà giáo này nọ, hay là những người hành hạ có ít. Thứ tư là nó là thú đầu đàn, ví dụ như nó là một cái con trâu đầu đàn này hạn, thì nó có thể đối xử hành hạ người ta để chứng tỏ uy quyền thôi. Thành ra những cái cách này là những cái cách xấu. Thành ra đối xử, nếu chúng ta rút kinh nghiệm đối xử với thú vật tốt đẹp thì nó sẽ thành người theo cái cách tốt. Bây giờ nói về hình dáng của hệ thượng trí. Nói chung thì chúng ta nghĩ trong tình nhận thì là hệ thượng trí nó cũng giống như quả trứng, mà nó cũng không có to hơn những cái hệ kia. Nó cũng vậy thôi, nhưng mà những người mà thú mới thành người thì nó ở trong nó chẳng có gì cả. Nó vì nó chưa có suy nghĩ chủ tưởng được, cho nên nó có gì hết, riêng cái bong bóng sắc phẩm ở ngoài nó láo loáng, màu màu thì chứ là bên trong có gì hết. Nhưng mà qua nhiều kiếp luân hồi thì mới phát triển, và ta phát triển thì chỉ có những cái đức tính tốt nó thể hiện ở trong cái hệ thượng trí. Với vị La Hán ở chân tiên thì hào quang nở rất là lớn, nhiều màu sắc thành hình vòng tròn chung quanh, và có những đức tính tốt đẹp, và những cái hệ thượng trí này ảnh hưởng đến nhiều ngàn người, và ảnh hưởng tốt đẹp lên làm cho những người đó cùng phát triển được hệ thượng trí của họ. Thành ra nếu mình sống ở những vị chân tiên hay La Hán thì mình rất là được may mắn. Đây là thể thượng trí của người Đá Ma thì nó không có gì đấy. Còn người bình thường thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ có thêm một số tính tốt ở đây. Nhưng mà ngược lại, khi mà đã tu thành một vị La Hán thì người nó nhỏ xíu ở đây, còn cái thể thượng trí thì nó bao trùm rất là lớn ra xung quanh. Thì chúng ta cũng thấy hình được rồi. Giống như hào quang của Đức Phật, chúng ta thấy nó màu sắc nó chia thành từng vòng một, và nó cũng có những tia sáng đi từ trong ra ngoài. Sau khi chết và người bỏ cõi trời chân phúc thì con người đi đâu? Người bình thường thì chỉ lên được cảnh thứ ba của cõi thượng thiên, tức là cái cõi thấp nhất của cái cõi thượng thiên, và đó là thượng trí của cả người sống lẫn người chết. Thì khi chúng ta sống thì cái thượng trí của chúng ta cũng vẫn ở đó, mà khi chúng ta chết thì cái thể thượng trí của chúng ta cũng vẫn ở đó, tức là cái cảnh thứ ba của cõi thượng thiên. Nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta biết người nào sống, người nào đã qua đời. Còn các đệ tử thì lên được cảnh thứ nhì, ngay cả trong lúc còn sống họ cũng ở cái cảnh thứ nhì. Cái cảnh thứ ba này là đông đủ nhất. Các vị chân tiên điểm đạo lần thứ năm trở lên thì nhân duyên thể mổ tại cảnh thứ nhất, và lụ tuôn hào quang xuống trần để giúp đỡ sự tiến hóa của loài người. Bây giờ con người tiến hóa như thế nào? Tất cả các tính tốt đã thực hiện được tại các cõi dưới thì sẽ tụ lại ở nhân duyên thể. Mà nếu mà có ít tính tốt trong nhân duyên thể, có nghĩa là khi xuống cõi dưới có ít năng lực để chống lại tập sâu. Khi mà mình lên tới cõi thượng trí thì những cái hạt nguyên tử của mình nó nằm yên đó, thì nó không có thể hiện những cái tính chất của ba cái hạt nguyên tử dưới. Nó nằm yên đó, nhưng mà những cái gì mà đã tốt đó, thì nó sẽ hòa nhập vào cái nhân duyên thể và nó thể hiện ra. Cho nên người ta nhìn vào một cái hào quang của một cái người, hào quang của cô dâu body của một người, thì người ta biết ngay trình độ tiến hóa đã đến đâu. Các tính tốt đó, thì nó chỉ để cho mình khi lần sau mình xuống cõi trần mình sẽ thể hiện các tính tốt. Còn nếu mà mình không có tính tốt thì xuống cõi trần mình sẽ bị ảnh hưởng của xung quanh, và mình cũng giống như là không có bản lãnh.
thành ra thân thể dễ bị sa ngã hơn. Các tính tốt phải huân tập cho nhiều kiếp thì mới ảnh hưởng mạnh lên các kiếp lai sinh. Ví dụ mình nhiều kiếp quá, mình không chưa có tính tốt, mới một kiếp mình tạo được tính tốt thì lên trên đó nó cũng bị hòa tan ra, tự vì ở trong nó rất nhiều, cũng như tích tụ từ nhiều kiếp thì nó mình phải tập thêm nhiều lần nữa thì nó mới trở thành một cái bản chất chắc chắn của mình. Nó cũng bị sai đoán thì sẽ đổi cuộc sống. Nếu mà sống trong sự vô sai nhiều kiếp thì nó bị chai đi, và phải tập đến tốt trong nhiều kiếp thì mới có thể phục hồi được. Những người sống mà quá nhiều tham vọng, kế hoạch và ích kỷ thì nhân duyên thể và thiên thể có phát triển nhưng mà thể bồ đề đeo lại, thành ra nó bất bình thường. Nó ba cái thể bên trên thì riêng cái thể bồ đề không phát triển được, là vì họ chỉ nghĩ về họ không có thương người, thì cho nên họ dễ ngả theo đường tà và đi vào ác đạo, giống như mấy người Atlantis, những cái chủ của mấy bọn xấu. Vì thế điều quan trọng là người tu thì phải sống không ích kỷ và biết lo cho người khác. Những người đã chủ trì được tam thể hạ thì có thể nhìn nhận được những tia chất trực giác từ nhân duyên thể đưa xuống để trở thành một thiên tài về một phương diện nào đó, ví dụ như về khoa học hay là về nghệ thuật hay là về nhân văn, về lòng hy sinh bác ái vân vân, nếu họ chủ trì được những thể bên dưới. Những người đã thức tỉnh trên cõi thượng thiên thì có trực giác và họ có thể tiên tri, tức là họ đang sống ở đây nhưng mà họ dùng được cái thể nhân dân thể của họ thì họ có thể có thần thông, tức là họ tiên tri cũng như nhìn thấy những vật vô cùng nhỏ, vô cùng lớn, nhìn thấy được những con vi trùng, những hạt nguyên tử, hoặc là nhìn thấy được những cái hành tinh rất lớn, nhìn thấy những cái ngôi sao vân vân, giống như có sẵn kính hiển vi và kính thiên văn. Nhân duyên thể là Kosamori thì có thể di chuyển tự do trong vùng thái dương hệ, tức là mình có thể đi từ hành tinh này qua hành tinh khác. Kosamori mình đi được, cho nên mình nếu mình sống trong cô nhân duyên thể thì mình có thể đến mình xem được quả tinh nó làm sao vân vân. Làm sao để hết luân hồi? Luân hồi là do một phần do cái lòng tham muốn được sống để mà được thu lượng kinh nghiệm thêm. Nếu ta xuống đây, nếu mà như mấy vị yogi nghĩ rằng là có đời này buồn chán quá, bây giờ mình phải diệt tất cả sự tham muốn để mà mình không bao giờ muốn đầu thai nữa, thì mấy vị đâu có thể là được lên ở một cái cõi nào đó mấy vị đã sống, tức là không muốn sống ở cõi trần nhưng mà được lên hưởng phước ở một cõi nào đó. Nhưng mà cái đó nó không vĩnh viễn, tại vì cuối cùng cái lòng tham muốn mình giết nó rồi nó cũng sẽ sống lại, cái gì bị giết thì sẽ sống lại và nó gặp ta bị trở lại trần thế. Còn người nào chuyển hóa từ lòng tham muốn thành tinh thần phụng sự thì mới có thể vĩnh viễn thoát luân hồi để phụng sự thiên cơ từ trên cõi cao. Đó, cái đây là cái bài nói chuyện thì chúng ta tóm lại là chúng ta thấy ở trên là có chân thật và chúng ta có tam thể thượng. Tam thể thượng là ego, tức là chân ngã, và ở đây chúng ta có tam thể hạ của từng kiếp. Thì chúng ta có tam thể hạ, thực ra những cái này cũng là những hạt đó thôi, nhưng mà khi điều tra, khi mà đầu thai trở lại xuống thì sẽ là những cái tam ngã khác nhau của từng kiếp một. Mình bao nhiêu kiếp như thế này thì có cùng một cái chân ngã mà thôi. Xin hết đến đây xin. Giảng rất là chi tiết và rõ ràng. Trước khi vào phần thảo luận đó, tôi xin giới thiệu cháu Diệu Tịnh ở Việt Nam, là con ở Việt Nam mới qua chơi, là con của một người bạn, người bác sĩ Võ Văn Thành. Sở dĩ cổ có tên Diệu Tịnh không phải là đi vào chùa mới đặt tên, nhưng mà đặt tên từ lúc sinh ra, nghĩa là cha của cổ đã quyết định muốn mong muốn cho con mình đi theo con đường tinh thần rồi. Bây giờ đến ra phần thảo luận thì Phúc ở Việt Nam có gửi một số câu hỏi rất nhiều, tôi có tóm tắt lại thành 6 câu, nhưng mà 90 câu gì
Nhờ chị Hạnh đọc câu đầu tiên đó để mình giải thích trước. Dạ, câu thứ nhất em xin đọc. Cực lạc hay thiên đàng, ở cõi hạ thiên hay thượng thiên, có cách nào giúp một người mới chết được ngay lên ngay cõi thiên cõi cực lạc không? Trái lại, người đệ tử nếu không muốn mất nhiều thì giờ ở cõi cực lạc, phải làm gì để được ở lại cõi trung giới, chờ đầu thai xuống cõi trần để phụng sự đắc lực hơn? Dạ, cực lạc hay thiên đàng là cõi hạ thiên, tại vì người ta lên trên đó thì có tất cả những hình tư tưởng của các người đi trước và tạo ra những cảnh rất là đẹp, ví dụ như là cung vàng điện ngọc đủ thứ ấy, ở trên ấy, thì họ nhìn thấy cực lạc khu nó rất là đẹp, đó là cõi hạ thiên. Có cách nào giúp người mới chết lên ngay cõi cực lạc không? Thì bình thường ra thì cái thể vía của mình nó nặng lắm, mình còn nhiều ham muốn. Thì nếu mà mình mới chết thì mình bắt buộc mình vào cõi trung giới thôi. Cái vía, thể vía nó là cái áo khoác của mình, không có lý do gì mình lột cái áo khoác đi để mình bay lên cõi cực lạc ngay được. Thì bình thường thì như vậy, nhưng mà những người đệ tử đó thì cái thể vía của họ nếu mà đã thanh nguyện quá rồi, nếu mà đã nó trong sạch quá, họ không có dục vọng gì hết, thì nó rất là có thể một vị chân sư nào đó có thể giúp mà đệ tử lên cõi cực lạc. Đó là trường hợp rất là hiếm hoi. Quý vị nào có bổ túc câu trả lời để rõ ràng hơn không? Thì thật ra thì câu này chị Phấn đã giảng ở trong cái bài rồi. Nhưng mà con cái là hỏi người giúp người mới chết để lên khỏi thiên đàng cực lạc liền đó, thì chị Phấn cũng trả lời là không thể được. Là tại vì con người ở cõi trung giới, ở cõi thiên đàng là do mình thôi, do tự mình thôi, chứ không thể nào mà do người khác được. Có một cái câu chuyện mà tôi nói hai ba lần rồi, là câu chuyện bà Thanh Đề đó. Bà Thanh Đề ác quá rồi bị xuống địa ngục, bị kia xuống cõi trung giới thấp đó. Thì khi đó ông Mục Liên là đệ tử cao cấp của Đức Phật mà có quyền năng, ông xuống, ông lên cõi trung giới, ông tìm bà, nhưng bà không bao giờ, không thể giúp được hết, tại vì cái rung động tư tưởng của bà Thanh Đề quá ác đi, ông không thể giúp được. Rồi ông về xin Đức Phật, thì Đức Phật nói bây giờ nhiều tư tưởng hợp lại đó, đủ mạnh để làm cho cái tư tưởng của bà Thanh Đề chuyển hóa. Khi chuyển hóa được cái tư tưởng thì mới lên được thôi, tự người đó lên chứ không có ai mà nắm kéo mà được lên. Thành ra mới mời những vị cao tăng khoảng 500 vị gì đó hợp lại, rồi cầu nguyện cho bà đưa tư tưởng, thì cái đó mới chuyển hóa được. Cái phần thứ hai đó là người đệ tử muốn, tại vì người đệ tử đó, người này tiến quá cao rồi, họ muốn, tại vì lên cõi thiên đàng á thì ở có khi cả ngàn năm, người đệ tử rất là tiến quá, mà ở đó mất thì giờ quá, người đệ tử muốn làm sao lên cõi xuống cõi trần liền để mà giúp đỡ nhân loại nhiều hơn, tại vì cõi trần là nhân loại đau khổ nhiều lắm, mình ra người đệ tử muốn, có ý muốn là muốn đầu thai lại sớm để mà giúp đỡ nhân loại, thì cái đó cũng là rất là khó, khó giống như trường hợp kia. Nhưng mà nếu trường hợp người đệ tử đó được chấp nhận, một vị chân sư, nghĩa là những vị chân tiên trở lên đó, chấp nhận cho ở cõi trung giới để chờ đợi xuống liền thì mới được. Thì trong cái bản này nè, nó có cái bản này là chị Hạnh đã giảng thuyết từ kỳ trước, thì đây là cõi trung giới thứ năm ở đây, và đây là cõi cực lạc hay là cõi trời chân phúc á, thì những người đệ tử đó ở đây cả gần 2150 năm, rất là lâu. Nếu mà ở vậy đó thì có những cái trường hợp mà muốn giúp đỡ nhân loại ở cõi trần nó không có thể được lâu quá, thì mới cầu nguyện là làm sao là liên lạc với chân sư đó để cho xuống liền ở cõi trung giới thôi. Nhưng mà như chị Thúng nói đó cũng rất là khó khăn, chứ không phải là dễ, tại vì cái này là sái với thiên lực, cái luật của trời đó là khi mình tốt á mình phải lên cõi thiên đàng thôi, chứ mà bây giờ là làm cái, thành ra nó cũng là khó khăn chứ không phải dễ. Thành ra họ ở đây xuống đây, thì trong trường hợp này á có nhiều trường hợp họ ở đây rồi, cái tư tưởng của họ phải tránh làm sao cho không có rung động, để mà cái tần số rung động của họ đó nó nhẹ nhàng, nó không nhẹ nhàng đến nỗi mà bị lôi cuốn lên cõi trên, nó khó lắm, nói vậy. Người đó là rung động rất là nhẹ nhàng, người ta rất là khó. Rồi quý vị có câu hỏi nào để bổ túc cái câu trả lời? Dạ, mời chị. Dạ. Tôi nghe
đọc trong sách có một cái câu nói là cái người từ nằm từ chối đời sống ở cõi thiên đàng thì người đó phải có cái tâm thức của cõi trí, ngay ở cõi trần thì mới có thể từ chối cái đời sống ở cõi hạ thiên. Họ đã có kinh nghiệm ở cõi thượng giới rồi thì họ mới nghĩa là những người đó là cao hơn rồi. Trong cuốn sách của Libera có nói là những người từ chối đó, họ trả lời là khi nào con cái tâm thức được liên tục ở cõi hạ giới, trung giới và thượng giới thì lúc đó con cũng được quyền từ chối. Từ chối nhưng mà cũng phải không có nghĩa là người ta rành ở trên đó rồi nên là ta được quyền lựa chọn, nhưng mà cũng phải có sự giúp đỡ của kinh sư. Rồi nếu không còn câu hỏi gì có câu hỏi theo cái sơ đồ này thì người sơ khai đó không có được lên tới cõi thượng giới cao. Vậy cái câu hỏi là người sơ khai sau khi chết có được lên cõi thượng thiên không? Ở đây nói là không, theo cái sơ đồ này đó thì người sơ khai, người giả văn đó cũng không được lên cõi trời chân phúc thì kia ha. Để không nè, thì câu hỏi của Duyên là tại sao vậy, không hỏi nhờ chị Thu là. Nói chung là về sơ khai thì cái thể thần trí của họ nó cũng trống rỗng lắm, thành ra nó cũng chẳng chứa cái gì trong đó, và cái thể trí về sơ khai họ đâu có hoạt động với tinh thần gì, thành ra cái thể trí của họ nó cũng như vậy, nó không có cái chất liệu gì cả để mà sống ở cõi hạ thiên. Thật ra họ sẽ sắp họ chết thì họ sống tạm cái cõi nghĩa, thì họ có nhiều tình cảm, họ một số tình cảm để họ tiêu thụ hết cái tình cảm đi thì rã ra thì tất là cả còn lại ba cái hạt nguyên tử thì sẽ vào trong cái vỏ và chui lên, tức là sẽ ở trên cái cõi thượng giới cao nhưng mà không có hoạt động, ba cái hạt nguyên tử nó nằm đi, thành ra họ không có tâm thức gì cả, họ không biết gì cả. Có ai còn bổ túc câu hỏi nhờ nhờ? Dạ, cái đó của tôi có đọc đấy, như là bà Anniversan nói đó là theo luật mà tự nhiên đó, là trước khi con người đầu thai là mình tại đến đâu mình cũng lên tới cái cõi mà thường thiên hết á. Nhưng mà những người mà chẳng hạn như là sơ khai hay là thấp kém thì họ lên đó thì coi như họ không có cảm nhận được cái gì hết, coi như họ được ngủ yên rồi, cái đó là một thời gian rất là ngắn. Dạ, họ mới trở xuống trở lại, tức là theo cái luật tuần hoàn như vậy, tức là phải đi qua nhưng mà họ không có cảm nhận được cái gì hết. Thì tôi đều bổ túc cái câu đó thế này, gần như là mình người nào cũng được lên đó, nhưng mà cái này là ở là khác. Khi mà chuyển kiếp á, kể cả con thú vật mà có cái tình thương thì cũng được lên như thường, nhưng mà họ lên đó nhưng mà không phải ở đó để mà cái vấn đề mà trong thời gian chuyển kiếp mà thôi, thì họ để phần đó là phần tưởng thưởng những gì mình làm tốt ở trong cái kiếp hiện tại mình, như vậy thôi. Đúng rồi, nghĩa là để đây là không á, những người sơ khai hay là con vật này kia mới chuyển hóa làm những người sơ khai đó thì không có để trên này, không có ở cõi thiên đàng hay là cõi Aruba là vô sắc tướng, nhưng mà không là không có tri thức, chứ không phải là không là không có. Thật ra như chị Kimberly nói cũng đúng, là tất cả đều khi trước khi đầu thai xuống cõi trần thì phải lên cõi số 3, đây là số 3 nè, số 3 của cõi thượng giới cao đó, để mà chờ đầu thai có tri thức được hay không, hay là tới đó chỉ là một giấc ngủ mà im điềm như giấc mộng đẹp đó, là chuyện khác. Còn những người cao hơi tiến hóa như mình đó thì có thể tri thức được một thời gian như đây nói ngắn ngủi, ví dụ như vậy đó. Nói ra em có bổ túc thêm là nói như chị Kimberly đó, là tất cả những người muốn đầu thai linh hồn nào cũng vậy, trở về nhân thể, mà nhân thể thì lại nằm ở trên cõi thượng trí, thành ra tất cả đều phải trở về đó là đi đầu thai, thành ra người nào mà ý thức được thì sống, còn không có thì nằm ngủ và chờ đầu thai, thì cái nhân thể là quan trọng là ở trên đó thôi. Đây có những cái chữ không có nghĩa là mình không lên được cảnh thứ hai. Đúng rồi, cũng như tới đó là người. Bây giờ tới câu hỏi kế tiếp, giờ chị Hạnh đợi đọc. Dạ, câu thứ hai. Thượng trí của một con người và hồn khớm của loài vật là nơi chứa đựng các kinh nghiệm. Suy nghĩ này có đúng không? Xin giải thích dùm.
nhờ chị ứng. Vị trí của một con người và hồn phóng của loài vật là nơi chứa đựng các kinh nghiệm thì cũng có phần đúng và cũng có phần không đúng, tức là nó một nửa như vậy. Tất cả những người hoặc là thú vật thì khi mà sau khi chết thì sẽ còn lại ba hạt lưu tánh nguyên tử. Thì cuối cùng thú vật ba cái hạt lưu tánh nguyên tử là tam thể hạn thì sẽ đi vào cái hồn phóng. Còn con người thì sẽ đi lên cái thượng trí. Nhưng mà nó có khác nhau một điều là những cái hạt nguyên tử của con thú vật đó, thì khi nó đi vào hồn phóng thì nó sẽ chia sẻ cho những con thú vật khác. Nó chia sẻ cho những con thú vật trong cùng một cái hồn phóng. Còn cái thượng trí, tức là cái hồn phóng nó không có dính líu gì đến cõi thượng thiên cả, bởi vì nó chỉ nằm ở dưới những cõi thấp mà thôi, nó chỉ có tới cõi trí mà thôi, nó không lên là cõi thượng thiên. Còn ngược lại chân thể thì nó ở trên cõi thượng thiên. Cảm ơn chị Phấn. Có ai bổ túc cho câu trả lời câu hỏi không? Thì thật ra thì nó có giống gì cái phân sinh của nó là chứa đựng những cái kinh nghiệm, những cái gì đó, thí dụ con vật nó lên hồng khóm đó, nó chứa cái kinh nghiệm của nó trở về chia, nhưng mà nó chia sớt ra cái nhóm của nó những con vật khác. Còn cái người á thì lên trên đó cũng chứa kinh nghiệm, giống ở chỗ là chứa đựng kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm của riêng mình khác. Và như chị Thúy cũng nói đó, nó khác nhiều vấn đề lắm. Chỉ có vấn đề là nó chứa đựng những cái kinh nghiệm, những cái nhân quả này kia đó thì nó dốc cho đó không có chứa là rồi. Ở đây có tại chỗ có người nào có câu hỏi không? Nếu không có thì đọc câu hỏi tiếp. Câu hỏi tại vì dạ, câu hỏi thứ ba, trực giác có phải do mở thượng trí không? Người có trực giác khi nhìn sự việc hiện tại có thể biết nguyên nhân từ quá khứ và tương lai không? Trực giác thì nó có rất là nhiều loại, do mình phải phân biệt. Ví dụ như là một cái con thú vật thì nó cũng có một số trực giác nó thuộc loại gọi là bản năng. Và ví dụ như người mẹ với người con chẳng hạn thì có cái trực giác thuộc loại thấp, tức là thuộc loại tình cảm, nó mở cái lông xa hay cái vùng rốn, vùng bụng á. Thì cái đó là trực giác thuộc loại thấp, thuộc loại tình cảm. Thì ví dụ như chuyện gì xảy ra không hay cho đứa con thì bà mẹ bà biết liền, thì đó là trực giác loại thấp. Còn trực giác loại cao đó thì nó có kể cả trực giác của thể trí lẫn thể thượng trí. Trực giác của thể trí ví dụ như là cái tư tưởng mình thần thao cái cảm về phương diện tư tưởng, gọi là chuyển di tư tưởng, thì cái đó là thuộc loại của cái hạ trí. Và cái trực giác của thể thượng trí thì nó hay hơn, nó mạnh hơn là những thể thuộc loại thấp kia. Ví dụ như là trực giác của thể thượng trí hồi nãy có nói qua, tức là một vị mà mở được thượng trí rồi đó thì họ có thể biết được khá nhiều về tương lai, họ có thể tiên tri được cái chuyện sắp xảy ra cho những người mà thuộc loại trung bình. Vì đối với vị chân sư đệ tử thì mình không đoán được tương lai, tại các vị nó có những cái hành động theo cái lối tu hành, các vị sẽ sửa được tương lai nên mình không tiên tri được. Còn những người bình thường mình tiên tri được. Cảm ơn chị Thứ. Có ai bổ túc cái câu trả lời gì trực giác? Thì bây giờ mình coi cái hình thế này trước đi. Mình thấy cái cõi để trực giác rõ ràng đó là intuition, là trực giác, là cái cõi số 4, tức là cõi Bồ Đề. Nó thuộc về cảnh Bồ Đề, chứ không phải thuộc về cõi thượng trí. Còn cái cõi thượng trí là trí tuệ. Thì cái intuition Buddhist và Vinamaton, nguyên tử trung tâm Bồ Đề. Thì chính ra cái trực giác á, trực là gì? Là thẳng. Giác là biết, biết thẳng. Thành ra cái biết thẳng đó chỉ có lên cõi Bồ Đề mới biết thẳng thôi. Thấy chưa? Quý vị thấy là cõi trực giác có tên là Intuitional Blend đó. Thì quý vị thấy rõ ràng. Rồi để tôi lấy cái mật hình để cho quý vị thấy rõ hơn. Đó, trực giác. Trực giác. Thì cái thể Bồ Đề là trực giác, nó trực tiếp. Còn cái thượng trí là gián tiếp. Và có một trực giác khác gọi là trực giác giả tạo. Như hồi nãy chị Phấn nói đó, là khi mình giao tiếp ở cõi trần đó, mình thấy một người nào đó, mình nói thí dụ người tới đó, người quỷ đen là tới mình nói thằng này chắc muốn giật tiền mình,
đó là giả đạo, là tại vì mình đoán trước là nó giật tiền, nhưng mà biết từ đâu nó tới, nó giúp mình hay là nó tới nó có chuyện khác, tại vì mình có cái những cái thành kiến, những thành kiến cũ rồi, cái mình thấy mình nói như vậy liền không đúng, đó là trực giác giả tạo. Trực giác là biết thẳng, mình thấy thành mỹ đen cái mình biết thẳng, mình nói như vậy là không đúng. Rồi Julie có câu hỏi. Dạ, Julie cái muốn biết lời anh thôi là cái trực giác giả tạo đó, thật sự đó là tại vì cái trí mình tạo nên. Thành ra cái khi bà Blavatsky bà nói là cái trí là cái kẻ phá hoại nhất. Tại vì tất cả những sự hiểu biết của mình trên cái thế giới này dựa vào những cái gì mà mình đã biết rồi. Cho nên là đã biết trên cái cuộc đời này có nghĩa là dựa vào cái kinh nghiệm. Dạ. Thì khi mà cái trí mình đã nói đến cái trực giác giả tạo đó thì thực sự ra cái kinh nghiệm mình đã qua rồi thì nó có thể không còn áp dụng ngay cả tại cái hiện tại này nữa. Chính vì vậy cho nên mình phải rất là chú tâm đến cái trí của mình khi mà nó nổi lên những cái ý tưởng, những cái tư tưởng. À, thì đó là đúng rồi, nó là giả tạo. Là tại vì nó nhiều khi không đúng đâu. Mình thấy suy đoán thôi. Suy đoán. Mà suy đoán đó là do những cái kinh nghiệm lúc trước mình có sẵn trong đầu rồi. Ví dụ vậy, ví dụ một người ở Việt Nam thiếu dạy, cái cô gái thiếu dạy chẳng hạn, thấy một ông già ở Mỹ đi về Việt Nam, cái nói ông này có cái tính dê này, chứ là nhiều người già về Việt Nam, như ví dụ lâu lâu về Việt Nam mới bệnh quê, về Việt Nam đâu có hờ đó. Thành ra chỉ là suy đoán thôi, suy đoán theo cái những kinh nghiệm cũ, của có những kinh nghiệm cũ rồi, của suy đoán. Thành ra đó là gián tiếp, mà ở thượng trí cũng vậy nữa. Do những kinh nghiệm cũ, những học hỏi này kia đó, nó ấy cũng là gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Mà trực giác ở thể bộ đời đó nó có toàn diện và chỉ là thượng trí một phần thôi, giả tạo cũng một phần thôi. Cái này bản này so sánh rất hay, tôi lấy trong sách ra. Tôi nói thêm chút xíu về cái này đó. Thì so sánh ở đây đó, tôi nói rằng là cái trực giác của thể bộ đề đó là từ bên trong sự vật ra ngoài. Đúng rồi. Và từ bên ngoài, thượng trí từ bên ngoài, ví dụ như là khi mà mình mở được cái thể bồ đề đó thì mình nhập vào cái cây hay là mình nhập vào con thú và mình trở thành nó. Thành ra mình biết rất là rõ cái tư tưởng tình cảm của những kẻ đối diện như vậy. Tức là từ bên trong mà ra. Còn cái trực giác của thể thượng trí thì từ ngoài vào, tức là mình vẫn đứng đây, mình vẫn là mình và mình hiểu nó. Thành ra ở trong sách cũng nói là phải dùng hai chữ khác nhau chứ không nên dùng. Sau này phải lý ra những cái chữ khác nhau để dùng cho trực giác, hai loại trực giác khác nhau. Đúng rồi, cái nhận thức từ bên trong rất là quan trọng. Khi mình lên cõi bồ đề đó, mình kết hợp với cái người hay là vật đó, kết hợp là một. Thành ra mình biết thẳng ở trong đó, chứ không có phải như ở cõi thượng trí hay là những cõi trung giới này kia. Mình biết là do suy luận, do suy luận. Thì trực giác ở thể bồ đề là kéo dài là đúng rồi, cái này có thể kéo dài. Còn trực giác là do suy luận á, do cái tình cảm đó là chỉ là xung động nhất thời thôi, có thể tình cảm mà ra. À. Em muốn nói lời chị Quấn vậy thôi, chị Quấn nói rất là đúng, là tại vì cái trực giác của bồ đề đó là mình nhập vào về cái phi ngã, còn cái trực giác của thượng trí đó là cái phi ngã chỉ là tái tạo cái sự rung động, tái tạo lại trong cái ngã của mình mà thôi. Cho nên cái ngã của mình là cái chân ngã của mình sẽ không biết được cái cảnh vật thực sự, mà chỉ là cái sự tái tạo cái cảnh vật mà thôi. Có ai còn ý kiến nào với tôi nữa không? Thì trong này có nói thêm đó là tức là mình khi nhập lên cõi bồ đề rồi đó thì không còn có yếu tố ích kỷ nữa. Không, khi phải thượng trí rồi đó cũng vẫn có không có yếu tố ích kỷ, nhưng mà trực giác về và tình cảm đó tình cảm. Có vấn đề ý kỷ trong đó nhiều lắm đó. Thì trong đây có câu là khi nâng cao tâm thức lên mức độ bồ đề, ta thấy tâm thức của người khác là một phần của chính ta, do đó ta thấu hiểu và cảm thông hoàn toàn. Trên cõi bồ đề, quá khứ, hiện tại, tương lai hiện diện cùng một lúc. Thành ra nói về cái câu hỏi là hỏi cái có thể thấy được quá khứ và tương lai không, thì chỉ lên cõi bồ đề chúng ta mới thấy rõ được quá khứ, hiện tại và tương lai nó cùng một lúc. Chứ ở cõi thượng giới nhiều khi nó chỉ không có thấy rõ lắm, cũng thấy nhưng mà không có rõ lắm.
Rồi, mời em. Trước khi sư tôi đọc cái triết học Tây phương, cái trực giác của Bạch Xuân á, thì cái quan niệm Bạch Xuân về triết học Tây phương, về trực giác nó khác cái triết học của Đông phương. Định nghĩa của trực giác ở Tây phương là nhìn hiểu trực tiếp không qua suy luận, còn Đông phương á, như Đức Phật mà đắc đạo rồi đó, thì cái trực giác của Đông phương hiểu trực tiếp bằng tâm linh khác. Thành ra lúc đó tôi đọc cái Bạch Xuân đó thì lý luận là nếu mà mũi tên á mà bắn tới mục đích á, thì nếu mà suy luận á thì không, mũi tên không bao giờ tới. Nó suy luận thế này, nếu mũi tên bắn mục tiêu thì nó phải đi nửa đoạn đường đó, thì còn nửa đoạn đường đó nó phải đi nửa đoạn đường nữa thì mũi tên nó không bao giờ tới đích. Nếu mà qua suy luận thì mũi tên không bao giờ tới đích, nhưng mà trực giác thấy là bắn mũi tên là nó phải vô đích. Em thích học được xong nó giảng thích gì? Người ta cũng so sánh trực giác với lại cái nhìn trực tiếp của đôi mắt của mình là có phàm trần, mình nhìn thấy là thấy luôn chứ không cần phải, đó là một cái sự cảm nhận trực tiếp. Rồi bây giờ tôi có nói chuyện với anh Hiệp á về cái trực giác, thì khi cái giống dân thứ sáu á thì mới phát triển về cái trực giác, cái khỏi bồ đề hơn. Còn bây giờ mình đang ở thứ năm á thì mình phát triển về cái thể trí và thượng trí mà thôi, chứ còn trực giác thì kể như là mình tu nhiều kiếp nữa sẽ có cái trực giác. Bây giờ xin nói thêm về làm cách nào để phát triển cái Kozo Body. Thì chúng ta biết rằng là nó có một mối liên hệ trực tiếp từ thể trí, bên này là thể viết và bên kia là thể trí. Thì những cái sự rung động của cái cảnh thấp nhất của cõi viết, tức là của cái thể viết của mình, những cái rung động của những cái hạt mà nặng nề ô nhiễm nhất, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cõi trí, mà cũng là cái cảnh, tức là những cái hạt của cái cảnh thứ bảy. Cho nên là nếu mà mình thể viết của mình mà nó có những sự nổi giận nên là tham lam, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái thể trí của mình ở cái cõi thấp nhất, cảnh thấp nhất của cái thể trí. Ngược lại, những cái sự rung động của những cái cảnh cao của thể viết của mình, tức là nếu mình có những cái tinh thần mà mình thương yêu vô vị lợi, mình sùng tín, mình bác ái, thì đó là những cái tình cảm cao thượng của cõi viết, của cái thể viết, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên những cái thể thường trí của mình. Tại vì nó cùng một cái cảnh, nó từ cảnh 1 ảnh hưởng đến cảnh 1, cảnh 2 thể vía ảnh hưởng cảnh 2 của thể trí, vân vân. Nó có một cái sự trùng hợp như vậy. Thành ra nếu mình muốn phát triển cái thể thường trí thì mình nên nuôi dưỡng những cái tư tưởng cao thượng, những cái tư tưởng và tình cảm cao thượng. Nếu mình có tình cảm cao thượng, mình giúp đỡ, luôn giúp đỡ, thương yêu người khác, thì cái thể thường trí của mình nó sẽ phát triển rất nhanh, vì nó có sự rung động ảnh hưởng lên cái thể thường trí. Chị Hạnh, cái câu đó là trả lời cho cái câu hỏi số 5, nhờ chị Hạnh đọc lại để cho mọi người rõ hơn câu hỏi như thế nào. Đọc lại câu hỏi số 3. Câu số 5. Câu hỏi số 5. Phương pháp nào hữu hiệu làm phát triển thượng trí? A. Suy tư trừu tượng. B. Phương pháp quyền bí. Phương pháp quyền bí gia, ý chí. C. Phương pháp thần bí gia, niềm tin. Đó, nghĩa là chị Thúng đã giải thích là mình cái tư tưởng của mình sẽ như thế nào mới phát triển được cái tự nhiên. Cái là mình phải quân tập những cái tình cảm cao đẹp, mình thương nhân loại hay là thương yêu tổ quốc. Ví dụ như là những cái người mà họ hy sinh cho tổ quốc thì họ cũng phát triển cái thể lực trí của họ, tại vì họ không ích kỷ. Và những cái câu đó cũng phải tình cảm cao đẹp của cái cõi vị của cái thể vía. Còn đây là những cái suy tư trừu tượng. Thì suy tư trừu tượng, ví dụ như mấy triết gia chẳng hạn, nó họ cứ suy nghĩ hoài những cái vấn đề về triết học, hay là những khoa học gia họ cứ nghĩ hoài về những cái bài toán, cái này nó không có đi vào cụ thể mà nó rất là trừu tượng, thì họ cũng phát triển thể thường trí. Còn phương pháp quyền bí gia, tức là Ocultis, thì ý chí của họ là một là họ tu thiền, Raja Yoga, hay là họ nghiên cứu những sách vở như chúng ta này, chúng ta nghiên cứu những cái chuyện này thì nó cũng không vào cụ thể, nó cũng trừu tượng, thành ra là chúng ta cũng phát triển thần trí. Phương pháp thần bí gia thuộc về niềm tin, tức là những người rất là sùng tín, thì nó cũng đi vào cái mà hồi nãy tôi nhắc tới, tức là mình nếu mình tôn sùng một vị chân sư, mình nghĩ rằng là ví dụ như bà Mother
đi phục vụ nhân loại, vì bà ấy nhìn thấy trong con mắt của mỗi người nghèo khổ đều là con mắt của Đức Chúa. Bà ấy cho nên bà ấy thương yêu Đức Chúa thì bà ấy thương yêu tất cả những người nghèo khổ. Thì đó là cái tình cảm cao thượng thì bà ấy cũng phát triển cái thiện chí. À, quý vị nào có câu hỏi, câu bổ túc nhờ nhờ gì con? À, không, dạ, không có câu hỏi khác ạ. À? Mình cũng câu hỏi khác. À, dạ. Để xong câu hỏi này. Thì chị Thấn giải thích rất rõ rồi. Cái vấn đề phương pháp để phát triển thượng trí đó, thì theo tôi nghĩ đó, thì phương pháp suy nghĩ trừu tượng là quan trọng hơn hết. Tại vì thí dụ như mình phải luyện tập giống như là chị Thấn nói đó, mình suy nghĩ trừu tượng là gì? Trừu tượng là một cái... bên trong chứ không phải ngoài, mình nhìn bên ngoài, nhưng mà bên trong đó, mình tập, tại vì đó, tại vì thượng trí là cơ quan để suy nghĩ trừu tượng, mình phát triển nó mình phải suy nghĩ trừu tượng, nhưng mà ở đây có hai cái phần cuối, hai phần sau đó là quyền bi gia có phát triển ý chí và thần bi gia phát triển niềm tin thì có thể phát triển được thượng trí được hay không, thì chị Tư cũng nói sơ sơ rồi. Thì thật ra đó, mà mình khi mình luyện tập phát triển cái trí trừu tượng của mình xây dựng nó lên, cái thượng trí lên càng ngày càng tiến triển hơn, nhưng mà mình dùng cái mình không có cái gọi là cái những cái tính phẩm chất đó, phẩm chất của mình chưa tốt, nhưng mà chưa có thương người, hay là còn ích kỷ, hay là còn không có khiêm tốn, hay là tự hào tự cao này kia đó, thì cái thượng trí cũng phát triển. Tại vì mình suy nghĩ trừu tượng quá tốt, quá cao rồi, nhưng mà cái đó phát triển theo cái dạng khác, nghĩa là khi đó mình lên trên cõi giống như thượng trí mà mình còn ích kỷ, còn này còn kia đó, thì có hại hơn là những người bình thường họ phát triển cái tình thương. Tại vì khi đó mình đã có giống như năng lực, hồi nãy chị cũng nói là có năng lực rồi. Thành ra trong tâm học á, nguyên mình là không nên phát triển những cái quyền năng, những cái năng lực trước, mà phải phát triển cái tình thương trước, cái tính tình mình trước là như vậy. Tức là ví dụ như là hồi nãy cũng có nói, ví dụ như là một người mà phát triển cái ý chí rất là mạnh thì họ sẽ mở được cái át ma của họ rất là mạnh mẽ, họ muốn làm gì họ làm, họ có thể đè nén được bản thân của họ để họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Rồi nếu mà họ phát triển cả cái cosmology nữa thì cái đó cũng liên quan đến lý trí của họ, họ trở nên một người rất là thông minh mà nhìn qua cái gì họ biết. Nhưng mà ngược lại cái thể bồ đề của họ, họ không phát triển, nó neo lại thì họ có thể đi vào hắc đạo. Nếu không có câu hỏi nhờ chị Đơn có câu hỏi. Tôi có cái tóm tắt lại về chuyện của chị Thương nói về phát triển thượng trí. Tại vì khi mình chết thì từ cái cõi hạ trí trở xuống thì mà không còn nữa, nhưng mà thượng trí, phát triển thượng trí rất quan trọng. Mình có thể những cái kiếp tái sanh mình sẽ còn được, nhưng mà muốn tốt hơn thì mình không có một cái gì mà ích kỷ trong vấn đề mà phát triển thượng trí. Thành thử nếu mà mình có ích kỷ mà mình đưa lại mà cái kiếp sau đó, nó còn lại là rất nhiều khi có hại hơn. Chị Dân có tiếp theo cái ý của chị Vấn vừa nói đó, nghĩa là ý trong bài chị Vấn nói về cái thể bồ đề treo lại, mà có những người đó tu luyện cũng khắc kỷ, cũng trường chay, nhưng mà họ còn theo đuổi tham vọng, cho nên họ diệt lòng ham muốn để họ mong đời và cõi trần. Thì tại sao các tham vọng của cái kiểu này của họ nó lại có hại hơn là các tham vọng bình thường của cõi trần, như là nói về những cái tội ác đất linh? Tại vì nếu mà người thông minh mà lại không có đức độ thì tai hại hơn là một người ngu đần mà không có đức độ. Đúng không? Thì Thứ trả lời vậy rất là ngắn gọn mà rất là đúng. Tại vì khi mà mình phát triển phần cao rồi đó, nghĩa là cái mình có cái trí cao rồi mà mình không phát triển như giống như tương tự như câu hỏi trước đó, thì người đó sẽ dễ dàng đi đến tà đạo. Và những người tà đạo là những người phát triển cái trí rất là mạnh, ý chí của họ rất là mạnh. Họ cũng diệt dục, cũng làm đủ thứ hết giống như bên chánh đạo vậy đó. Nhưng mà chỉ có cái chia rẽ thôi. Họ rất là chia rẽ, họ không có kết hợp. Mà Thượng Đế, cái luật của Thượng Đế đó là con người phải kết hợp với nhau, thương yêu lẫn nhau, kết hợp với nhau là một. Vì vậy cái mục đích thứ nhất của Hội Thông Giáo Học đó là minh định đại đồng, và như vậy. Thành ra cái đó là quan trọng.
Mà nếu mình bỏ cái đó riêng ra mà mình chỉ phát triển những cái trí của mình nhiều quá, mình phát triển cái nhân thể nó nhiều quá, nhưng mà khi đó cái nhân thể phát triển mà không có cái tình thương đó, nhân thể sẽ bị tiêu chọc đi, giống như chị Thúng nói, hay là cái màu sắc nó bị đen tối, nó không có sáng rực như là thượng trí của như mình phát triển thật sự. Như vậy thì ví dụ như luyện thuốc dưỡng sinh này, luyện khinh công này, luyện thủy thượng siêu các thứ là mình là tà đạo hết. À, tùy theo người lên chứ gì? Tùy theo người đó có đức hay không? Tùy theo người đó thí dụ họ cao rồi, họ luyện thêm để mà họ, họ sống thêm vài năm nữa để giúp, thí dụ bà Bla Bla Kia chẳng hạn. Cái số bà bệnh rất là nặng mà bà cần viết cái quyển giáo lý bí truyền chẳng hạn. Thì bà cần một cái sức khỏe nào đó để ở lại thêm vài năm viết cho xong bộ giáo lý bí truyền. Thì chân sư cho phép bà kéo dài cái thời gian đó để làm. Thì có thể bà có cái cách gì không biết, bà duy trì cái thân xác của bà để làm việc đó, thì cái chuyện đó tốt. Còn cái chuyện mình sống nhiều hơn, sống dài, sống lâu mà để làm chuyện không tốt thì cái chuyện đó rất là xấu. Ở trong cuốn sách Kozomori này cũng có nói tới việc mà các vị chân sư giữ thể xác của các ngài rất là lâu. Tại vì khi mà một đứa bé ở trong bụng mẹ thì thường thường là phải có một chân thần đã biết lo cho cái đứa bé rồi. Còn nếu mà đẻ nó ra mà nó chết ngay á, thường thường tức là không có kinh bỏ đầu thai, thành ra đẻ ra là chết liền. Mà thường thường như là một đứa bé mà trở thành một vị chân sư đó, thì vị chân sư đã lo lắng cho nó từ ngay trong bụng mẹ cho đến bao nhiêu năm sau. Thành ra ngài rất là vất vả để làm cho cái thể xác nó được hoàn hảo, nó không có bị những ảnh hưởng xấu. Thành ra do đó các vị chân sư không muốn là cứ phải đầu thai đi đầu thai lại để mất bao nhiêu thời gian cả mấy năm để mà lo. Thành ra các ngài cố bảo tồn thân xác của các ngài dùng được cả mấy trăm năm để khỏi phải làm cái việc đó. Thành ra tùy theo cái ý định của mình mà mình làm cái đó có tốt hay là xấu theo cái ý định của mình thôi. Bây giờ còn câu hỏi chót, câu hỏi số 6 nhờ chị Hạnh đọc của Việt Nam nữa. Hình như trong sách Thông Thiên Học có ghi nhận giai đoạn tiến hóa hiện nay của con người phải mở thượng trí. Trong khi đó Đức Phật có nói cõi vô sắc là cõi ảo, hành giả phải đạt đến Niết Bàn. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Thượng trí của mình chỉ là một cái cầu thôi, một cái cầu để mình mở được thượng trí, để sau đó mình mở được thể Bồ Đề, rồi mình sẽ mở được ác ma, mình sẽ dùng cái tam thể thượng trong một thời gian khá lâu để mà giúp cho nhân loại để mà tiến hóa thêm. Rồi khi mà mình tiến hóa nhiều lắm rồi thì mình phải bỏ cả ba cái thể đó để mình trở về với chân thần, trở về với thượng đế. Nhưng mà đây nói về cõi Niết Bàn hay là cõi thật thì mình ở cõi Niết, nếu mà mình đã tu lên tới bậc điểm đạo lần thứ 5 thì mình không còn cần dùng tới những cái thẻ bên dưới này nữa, và thẻ thượng trí cũng không cần dùng nữa. Cho nên có nhiều vị đã điểm đạo lần thứ 5 gọi là chân tiên á, Adept, thì là mấy vị đó rũ bỏ cái Kozomori của mấy vị đó, và mấy vị đó để lại cái hạt nguyên tử của Kozomori thôi. Thì những cái hạt nguyên tử đó nó rất là quý, bởi vì nó đã phát triển đầy đủ. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca xuống thế á, là ngài dùng cái tất cả những cái hạt nguyên tử của cái thể thượng trí này gom lại thành cái thể thượng trí của ngài, và tất cả những cái hạt nguyên tử của các vị chân tiên không ạ, của các vị chân tiên họ cùng lắm thì dùng những hạt nguyên tử của các vị La Hán mà bỏ lại, cứ dùng cái chân tiên họ mới mất đi. Còn La Hán thì có thể bỏ những hạt nguyên tử của ba cái thể thấp, thì ngài dùng những cái hạt nguyên tử trường tồn của các vị La Hán để tạo nên những cái ba cái thể hạ của các ngài. Và sau đó thì Đức Giêsu về sau đó là cũng dùng cái thể của Đức Phật bỏ lại, tối cái thể đó, để cho ngài khi ngài xuống thế, thành ra những cái hạt ông nói là những cái hạt của trường tồn của thể xác đó thì nó đã mở được đến cái gọi là spirula đó, tức là cái vỏ xoắn thứ bảy, thành ra mới nhạy cảm như vậy để mà tu tiến lên rất là nhanh. Cảm ơn chị Thính. Thì câu hỏi này nó là trong sách Thông Thiên Học có nói giai đoạn tiến hóa hiện nay của con người phải mở thượng trí hay không, thì anh Nhật hồi nãy cũng có trả lời rồi. Anh nói giống như thứ 6 đó thì có thể là mở thượng trí dễ dàng, nhưng mà giống như thứ 6 còn rất lâu. Bây giờ có một vài nhóm nhỏ thôi ở Úc Tây Lợi hay là California này, có những nhóm nhỏ nhưng mà nó chưa có phải là chính của giống như thứ 6. Mình chính bây giờ là giống như thứ 5, tức là giống như Mỹ hay là Pháp này kia đó, giống như Cây Thắng đó,
nó mở cái hạ trí rất là cao. Thành ra mình có những cái máy móc này kia hay là phi thuyền này kia đó, là những cái đó là hạ trí mở ra. Còn đến những nhân thứ sáu đó, nó mở đến cái tự trí là cao hơn một xíu. Thì khi đó có kết hợp, khi đó mới có hòa bình thật sự. Chứ bây giờ thì thường thường không có hòa bình. Và cái câu hỏi này còn có cái đoạn nữa là: trong khi đó Đức Phật nói cõi vô sắc là cõi ảo, hành giả phải đạt đến cõi Niết Bàn. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Thì chị Thính cũng nói là hồi nãy cũng nói sơ sơ là Niết Bàn này kia đó. Thì tôi có cái sơ đồ này. Thì mình nói cõi ảo hay là cõi thật đó, thì nó tùy theo. Ví dụ bây giờ mình ở cõi trần á, mình cho là thật. Nhưng mà đối với cái cõi trên á, cõi trung giới, thượng giới là Bồ Đề đó, hay là Niết Bàn á, Atnit, Len là Niết Bàn này nè, là mình cho rằng những cõi này là ảo hết. Tại vì mình không thấy, do cái tư tưởng của mình, do là nó của mình không. Nhưng mà sự thật mình ở trên cõi này á, mình mới thấy cõi trần là ảo. Giống như người ở trong tù á, cho rằng cuộc sống trong tù này thật quá, ở ngoài ở gì cũng biết. Nhưng mà mình ở ngoài á, mình mới biết là trong tù là cái cõi ảo, mà cái cõi tạm bợ. Thật ra càng lên cao á, càng lên cao đến cõi trên á, thì là càng mất cái ảo đi. Ở dưới này là ảo hết. Tới cõi nó tạm thời, tạm thời nó dừng tồn. Dạ. Đến một thời gian nào đó, cả Niết Bàn mà Đức Phật nói đó, cả cõi Niết Bàn cũng là ảo luôn. Rồi tại vì Đức Phật lên tới cõi tối đại Niết Bàn, đại Niết Bàn, tối đại Niết Bàn, rồi đến cũng là ảo luôn. Tới cái tuyệt đối của Thượng Đế đó mới là thật sự hoàn toàn. Nghĩa là thiên thu đó. Còn những cõi này á, có một thể một thời gian cái chen cái hay là cái sự tiến hóa đó, nó làm tiêu diệt cái vũ trụ này, thì Thượng Đế vẫn còn trong đó. Cái đó mới là chân thật, thực sự hoàn toàn. Còn mình nói ảo á, là những cảnh càng dưới càng ảo. Thật ra cái này có thể trả lời được câu hỏi là tại sao cõi vô sắc là cõi ảo. Thật ra thì ảo đối với cõi Niết Bàn thì cõi ở dưới thật là ảo, đúng rồi. Sở dĩ Đức Phật nói câu này là vì có những cái vị tu đồng thời với Đức Phật đó, thì mấy ngày lên được cõi vô sắc thì mấy ngày cảm thấy thích quá rồi, thì cứ ngồi đó hoài không chịu tu thêm. Thành ra là một thời gian sau những vị cũng rớt xuống à, thật ra nó cũng là ảo thôi. Thành ra phải tu đến Niết Bàn thì là đối với Đức Phật là đối với chúng ta thì là nó rất là trường tồn rất lâu rồi. Nhưng mà Đức Phật Niết Bàn mới là tốt. Nhưng mà nhớ là Đức Phật cũng còn tiến hóa nữa chứ không phải là tới Đức Phật là hết. Đó, mình nhớ như vậy đó. Thì chỉ có Thượng Đế tuyệt đối mới là cái thực tại hoàn toàn. Không có ảo như vậy không? Quý vị là còn câu hỏi không? Chị Phương ơi, em có cái thắc mắc là ví dụ như cái nhân thể đó, khi mà mình được nhân thể rồi đó thì mình đâu có cái xấu ác. Nhưng mà tại sao có mình mới sanh ra đã xấu ác? Như này chị... Bảo sinh á, bảo sinh xấu ác rồi. Khi mà ba cái hạt nguyên tử nó lên cái nhân thể đó thì nó không làm gì được cho cái nhân thể cả, từ vì nó là những sự rung động hoàn toàn khác. Ba cái hạt nguyên tử nó ở cảnh dưới, nó rung động hoàn toàn khác, nó không ảnh hưởng đến nhân thể, nó không làm được nhân thể trở thành xấu ác. Thành ra nhân thể chỉ có những cái gì tốt đẹp mới chứa trong đó, còn những cái mầm xấu ác là nó nằm trong ba nhân thể, nó bị gói gọn lại, nó nằm một chỗ. Nhưng mà khi đầu thai xuống để lại xài với ba cái hạt nguyên tử đó thì nó lại bùng ra. Nhân đây tôi cũng chỉ nói thêm về cái vấn đề tu. Thì tôi có hỏi trong cái cuộc thảo luận ấy, thì tôi có hỏi rằng là tại sao mình lại phải phụng sự là cái gì? Tại sao mình không đi tu, mình vào một cái chỗ trong đường nào đó rồi mình tu thánh, mình ngồi và mình tu như thế có được không? Thì anh Văn Lân có trả lời rằng là mình tu cho mình như thế thì mình chưa hiểu rõ vấn đề. Tại vì khi mà lên đến cõi Bồ Đề thì tất cả đều là một. Thành ra mình tu bằng cách phụng sự là mình tu cho mình giúp đỡ người khác là mình giúp đỡ mình. Thành ra mình phải tu như vậy. Chứ còn nếu mình tu riêng rẽ thì có thể mình đi vào cái chỗ là mình mới biết gì và mình không đi đúng con đường. Cảm ơn. Có ai bổ túc cho câu trả lời? Dạ, tôi xin bổ túc cái câu này là câu chị Mai hỏi đó, là tại sao cái nhân thể chứa được cái tốt mà được mà lúc sinh ra là xấu ác, là vì khi mà từ nhân thể mà đi xuống đầu thai đó thì qua cõi trung giới thì tất cả những cái mầm xấu đó nó gặp cái cơ hội thuận tiện nó trở lại, nó kết hợp với những nguyên tử xấu của cõi trung giới những cái xấu đó, và khi xuống đến cõi trần đó thì nó kết hợp với cái hạt nguyên tử trường tồn cõi trần, nó kết hợp với nguyên tử cõi trần.
cho nên nó làm thành ra hình dạng của bé, hình thù cái này, cái bám sinh của nó ra là nó lại sinh của nó ra là bởi vì là khi mà cái hạt nguyên tử từng tầng nó xuống cõi trung giới, nó kết hợp với nguyên tử cõi trung giới, những cái tính xấu của nó từ kiếp trước mà nó chưa diệt thì nó được thể hiện, và khi nó xuống đến cõi trần thì cái hội nguyên tử từng tầng của cõi trần nó kết hợp với nguyên tử cõi trần. Thì nếu cái đứa bé đó nó kiếp trước mà làm những cái điều gì xấu ác hay là trực lạc thì nó làm cho cái đứa nhỏ nó thành ra hình thù dị dạng hay là tàn. Có ai cái bổ túc thêm cho rồi cái câu của chú Tấn nói đó là về ẩn tu đó, thì tôi đọc ở trong nguyên triết trong đời sống của bà Đa Sa Ni đó, có một cái câu chuyện bà ấy kể rằng là bà ấy tìm được một cái căn nhà ở trong rừng thì bà ấy ẩn tu, bà ấy muốn xa lánh cuộc đời. Nhưng mà một ngày mùa đông lò sưởi của bà ấy bị hỏng, mặt trời lạnh quá, bà ấy không biết làm sao cả, bà ấy phải lội bộ mấy cây số lội tuyết để đi ra quán ăn đầu làng. Và khi ra đến quán ăn đầu làng đó thì bà ấy thấy mùi cà phê nóng và tiếng người cười nói ồn ào làm bà ấy thấy rất là hân hoan vui vẻ để trở lại với cái thế giới mà bà ấy muốn rời bỏ. Và bà ấy nhận rằng là bà ấy không thể rời bỏ thế giới này được. Thì tóm lại là một người sinh ra có bản tính xấu này kia đó là không phải là trong nhân thể nó có bản tính xấu, nhân thể chứa những cái tốt thôi. Nghĩa là thí dụ họ có cái bản tính là tham lam chẳng hạn, thì không phải là trong nhân thể nó chứa bản tính tham lam, mà trong nhân thể nó không có chứa bản tính từ thiện, bản tính thương người. Còn thí dụ như người đó sinh ra là nó giấu rồi, có những đứa trẻ sinh ra là bản tính là nó giấu rồi, thì không phải là trong nhân thể nó có cái nguyên nhân, cái nguyên nhân của nó là xấu trong nhân thể, nó không có. Nhưng thể chỉ chứa những thứ tốt thôi. Thì người đó là bản tính nó dối, thì cái bản tính chân thật nó chưa có xuất hiện, chưa có tập được cái xuất hiện để chứa trong nhân thể. Thành ra họ phát triển được cái ấy. Nếu mà trong nhân thể nó có bản tính chân thật rồi đó, thì khi sinh ra họ không bao giờ nói dối. Nếu phát triển được cái bản tính đó trong nhân thể. Thì hồi nãy chị Thúng trong bài giảng của chị Thúng cũng có nói, cái ở trong nhân thể không có đó, thì ở dưới này phát triển cái đối ngược lại. Ví dụ ở trên là chân thật, ở dưới này là dối ta, nó là đúng được. Tôi hiểu về không biết phải không? Ở trong nhân thể á, là nó chứa tất cả những cái nghiệp quả của mình, giàu tốt giàu xấu gì cũng chứa hết á. Nhưng mà cái sự biểu lộ của nó khác, là cái nhân thể đó khi mà cái người mà ở trong cái cõi, khi mà qua cõi trung giới á, thì những cái bị gì, cái khí của cõi trung giới nó nặng nề lắm, thành ra những cái tốt á, nó không có biểu lộ được ở những cái cõi, ví dụ như là thấp ở dưới, thành ra nó chỉ biểu lộ những cái nặng nề thôi, thành ra do đó nó mới có những cái cảnh mà ở những cái cảnh mà quả ngột đồ này kia, mà trong khi đó cái tốt đó, nó bị cái khí nó nhẹ quá, nó bị đè nén xuống, nó không có lộ ra được. Còn khi mà lên trên tới cái cõi mà nhân thể đó, tức là cõi thượng trí đó, thì tất cả các nghiệp quả của mình, dù tốt dù xấu cũng có đều ở trong đó hết. Nhưng mà do cái nghiệp quả nặng nề á, nó cái khí nó nặng quá, nó không có lộ ra được mà nó bị đè nén xuống. Nên do đó ở cái cõi mà thượng trí á, nó chỉ biểu lộ được cái tốt thôi, hay là ở cõi cõi hạ trí cũng vậy, biểu lộ cõi tốt thôi, mà những cái xấu đó, do cái khí nó nặng quá, nó bị đè nén xuống, nó không có lộ ra được. Nên do đó những cảnh đó thì mình thấy những cái tốt đẹp của anh ta thôi mà, chứ còn cái xấu nó bị đè nén lại. Dạ. Thì anh nói cũng có phần đúng, nhưng mà vấn đề là cái nhân thể đó, khi lên nhân thể rồi nó chứa được những cái tốt thôi. Còn cái nhân quả này kia ở trong cái hộp nguyên tử trường tồn của cái cõi vật chất, có trần, có trung giới hay là có thượng giới, có hạ trí, thì đó là cái nhân quả là trong cái hộp nguyên tử, chứ nhưng nhân thể không có chứa những cái hình học gì, chỉ có gì không. Nếu không có thì mình bắt đầu học cái bài học của Minh Triết Cổ Truyền. Ai đọc trước không ạ? Chị Vân đọc trước thì đọc đầu. Tôi đọc thế là chị Vân. Trang 155 bắt đầu
đang được còn 25, 155. Rồi, luật khi sinh đó. Xin lỗi với chị Loan. Luật khi sinh cũng là luật tiến hóa của sự sống trong vũ trụ. Chúng ta nhận thấy mỗi nấc thang tiến hóa được thành đạt nhờ hy sinh. Sự sống tự vượt ra ngoài để sinh vào một hình thể cao hơn, trong khi hình thể đã chứa được nó bị hủy diệt. Những ai chỉ nhìn vào hình thể bị hủy diệt sẽ thấy thiên nhiên như một nhà xác khổng lồ, trong khi những người nhận thấy được linh hồn vốn bất tử thoát ra khỏi một hình thể để thoát vào một hình thể mới tiến bộ hơn, thì luôn nghe được nhạc khúc chào đời vui tươi từ sự sống tăng trưởng hướng thượng. Chân thần trong giới kim thạch tiến hóa bằng cách phân hóa hình thể để sản xuất và hỗ trợ cây cỏ những khoáng chất bị tan rã để cung cấp chất liệu cho loài thảo mộc. Thảo mộc giúp chất bổ dưỡng từ đất phân tán và kết hợp để tạo thành chính thể chất của chúng. Kim thạch có hủy diệt, thảo mộc mới có thể nảy sinh. Như thế, luật hy sinh triệt hạ loài kim thạch chính là luật tiến hóa của sự sống và hình thể. Sự sống tiến lên trên và chân thần tiến hóa để tạo ra giới thảo mộc. Hình thể thuộc loại thấp bị tiêu diệt là điều kiện tất yếu cho sự xuất hiện, cũng như hỗ trợ cho giới cao hơn. Tiến trình được lập lại trong giới thảo mộc để đến lượt những hình thể này hy sinh cho giới cầm thú sinh sản và phát triển. Từ mọi khía cạnh, rau cỏ, hạt, cây trái phải nhận chịu sự tiêu diệt để làm phương tiện sinh sống cho thể xác cầm thú. Tế bào của chúng tan rã thành chất liệu để con vật đồng hóa và tạo thành xác thân chúng. Lần này, luật hy sinh tác động trên giới thảo mộc, sự sống của chúng tiến hóa khi hình thể bị hủy diệt. Thế là chân thần phát triển, sinh sản với cầm thú. Chính thảo mộc cung cấp chất liệu để hình thể cầm thú được tiếp tục duy trì. Cái đoạn này thì có 3 đoạn, nhưng mà đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3 của một ý. Đoạn thứ nhất đó là ý nghĩa của luật hy sinh. Mà luật hy sinh là để cho chân thần trong các loài tiến hóa từ thấp lên cao, nên ta chỉ nhìn vào sự tiến hóa trong mọi vật, chứ đừng có nhìn vào cái hình thể bị hủy hoại. Còn ý của đoạn 2 và đoạn 3 đó là các thí dụ trong thiên nhiên, là loài này tan rã để cung cấp chất liệu cho loài kế tiếp tăng trưởng và tiến lên. Bây giờ tức ý ở bài này rất là cô đọng, rất là hàm xúc, thành ra tôi xin mở rộng cái ý ra. Thì thứ nhất đó, người ta quan niệm là vật dưỡng nhân. Thì cái quan niệm vật dưỡng nhân này tức là con người có quyền ăn thịt tất cả các loài thú, thì điều này không phải là hoàn toàn đúng. Bởi vì trừ trường hợp những xứ không thể trồng trọt được, không có cây cỏ, thì người ta phải ăn thịt để người ta sống, ăn thịt hay là ăn sữa của con bò như ở Tây Tạng. Nhưng mà còn những xứ có thể trồng trọt được thì con người vẫn có thể ăn trường chay, ăn rau trái mà sống được, chứ con người không thể cần phải ăn thịt loài vật. Thứ hai, ý thứ hai là loài thấp hy sinh cho loài cao hơn kế đó. Ví dụ như là kim thạch thì tan rã để thành chất liệu cho loài thảo mộc, và loài thảo mộc đó thì cung cấp thức ăn, thực phẩm cho loài cầm thú. Rồi con người thì có thể ăn rau cỏ hay là ăn loài cầm thú, nhưng mà đến con người đó thì cái dòng tiến hóa có sự thay đổi. Bởi vì là đến con người đó thì các đấng cao cả hơn, tức là loài trên con người không khác đấng cao cả, không có ăn thịt chúng ta. Và con người cũng không cần phải ăn thịt cầm thú để sống được. Cho nên đến con người là có một sự lựa chọn, có sự tiến hóa, và cái dòng tiến hóa đó nó bắt đầu thay đổi. Và con người bắt đầu hướng thượng. Và khi con người chết đó, thì các nguyên tố vật chất kết hợp với hình hài sẽ tan rã để trở về kho thiên nhiên. Rồi những cái nguyên tử đó nó sẽ kết hợp lại vào các cá nhân khác. Một số nó sẽ kết hợp vào các cá nhân khác tùy theo cái luật thanh ứng khí cầu, hoặc là nó kết hợp trở lại vào xác thân con người đó ở kiếp sau tùy theo cái luật thanh ứng khí cầu. Và
và đó là lý do mà chúng ta phải thanh lọc các bạn. Và xin hết. Cảm ơn chị Dân giải thích rất là cặn kẽ. Quý vị nào có câu hỏi về đoạn này không? Hay là có cái nhận về? Tôi có câu hỏi này là tôi thấy cái đoạn này rất hay. Nhưng mà nó có chỗ này nè, cái loài thấp á mà cung cấp phụng sự cho cái loài ở trên để cái loài ở trên tiến hóa. Khi mà mình phụng sự vậy mình cũng biểu hiện cái lòng từ bi á, mà chính là mình phụng sự như vậy, mình cung cấp như vậy là mình được cũng được tiến bộ nữa. Thành ra do đó bên nào cũng được tiến bộ hết. Dạ, đến con người đó thì cái sự hy sinh này không phải là mình hy sinh cho ai ăn thịt mình, mà cái sự hy sinh này tức là phụng sự. Về cái phần con người á thì là mình không ăn ăn mặn á là tại vì mình biểu hiện cái lòng từ bi, thành ra mình không ăn. Chứ còn thật sự ra trong cái vấn đề mà mặn chay á, trong cái vấn đề tu á, thì như anh Nhật bữa đó nói á, là trong sách Thâm Thiên Học đó không có bắt buộc là phải mình ăn chay, nhưng mà khuyên mình nên ăn chay là để biểu hiện lòng từ bi. Còn ngay cả tôi thấy trong các sách Phật giáo cũng vậy á, những cái giới chánh á, không phải biểu ăn chay ăn mặn, mà những giới chánh như là tà dâm trộm đạo hay là giọng ngữ hay là cái những cái khác, có nhiều sách tới 10 giới chánh lượng nó không có cái vấn đề ăn chay mà, nhưng mà những cái giới phụ thì khuyên mình nên ăn chay. Thí dụ như chẳng hạn như mình đi cái đường tắt ra, mình cũng không có được đạp lên cỏ non nữa, mà cũng không có bẻ cỏ non nữa. Thành ra do đó biểu hiện cái lòng từ bi, thành ra do đó cái vấn đề chị Dân nói nãy phải rồi, là mình ăn chay là để mình biểu hiện lòng từ bi, cái đó là tốt. Tôi nghĩ rằng là không nói về vấn đề ăn chay ăn mặn, là vì có những xứ không thể ăn chay được, ví dụ như Tây Tạng không có rau cỏ, chỉ đúng có sống nhờ sữa với thịt của con trâu giác thôi. Xin có ý kiến là loài người sinh ra không phải để ăn thịt, chứng cớ là nếu bây giờ mình ăn thịt sống là mình không chịu nổi, mình nó không tiêu hóa được đó. Mới lại cái ruột của mình nó rất là dài, là của giống người ăn rau chứ không phải là giờ của ăn thịt. Như con mèo chẳng hạn, cái ruột nó rất là ngắn, nó ăn xong nó tiêu ra liền. Còn mình là phải bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi mới tiêu ra, là mình thuộc loài ăn rau cỏ. Cái răng của mình nó cũng bằng, nó không có cái răng nào để mà xé giống như là những con thú ăn thịt. Và ngoài ra Đức Phật đó là không có dạy ăn chay, nhưng mà Đức Phật nói cấm giết. Nếu mà mình mà bây giờ mình ăn thịt là mình tiếp tay cho mấy cái hãng thịt, mình mua của họ, mình giúp tiền họ để họ giết. Giới sát. Thì cái vấn đề ăn chay mặn mình nói nhiều lần rồi. Nhưng mà cái phần đầu của anh Quê nói đó là những sự hy sinh của vật thấp á là biểu hiện lòng từ bi, đúng không? Cũng biểu hiện lòng từ bi. Thì thật ra thì nó là bắt buộc thôi, chứ không có. Mà có nhờ vậy mà nó cũng tiến hóa được. Thì tiến hóa là do cái hồn mở lần dần những cái thể dưới, chứ không phải là từ bi. Từ bi con người mất. Giờ thì nó biểu hiện là nó cũng có được tiến hóa. Và nó tiến hóa, nó đi từ kim thành, nó thành hồng. Nó nhờ vậy mà nó tiến hóa. Nó thành người. Chứ nó không có từ bi. Dạ phải. Đúng rồi. À, người thứ hai nhờ chị Mai đọc cái bài tiếp. Dạ, chị Mai đọc cái giai đoạn cái đại tiết là cũng trang 556 đoạn giữa. À, đến nay quan niệm về đau đớn rất ít liên hệ với sự hy sinh, vì qua sự học hỏi, vì qua sự học hỏi chúng ta nhận thấy thể vía của cây cối không được tổ chức đầy đủ để phát sinh cảm xúc thích thú hoặc đau đớn. Nhưng khi xét đến luật hy sinh tác động trong cái giới thành thú, chúng ta không thể nhận thấy có sự đau đớn liên quan đến sự tan rã hình thể của chúng. Trong thiên nhiên có thể nói mức độ đau đớn của một con vật lúc bị làm mồi cho con khác có vẻ không đáng kể tùy theo mỗi trường hợp, nhưng vẫn có đau đớn xảy ra. Trong khi giúp đỡ cần thú tiến hóa, mặt khác lại làm gia tăng sự đau đớn của chúng và làm tăng thêm thay vì giảm bớt cái bản năng ăn mồi sống. Các loài thú ăn thịt
thầy đọc lại cái chỗ này. Thay vì giảm bớt cái bản năng ăn một sống của loài thú ăn thịt, con người không ghi khắc bản năng này của loài thú, mặc dù họ tận dụng chúng trong mục đích riêng tư. Vô số thú vật khác về trình độ tiến hóa, con người không trực tiếp thay đổi được gì. Những con thú săn mồi lẫn nhau, những hình thể được hy sinh để nuôi sống hình thể khác, giống như giới kim thạch và thảo mộc. Sự tranh đấu để cấp để sống còn đã tiếp diễn từ lâu kiếp trước khi nhân loại xuất hiện trên thế giới này, và thúc đẩy sự tiến hóa về hình thể cũng như sự sống. Sự đau đớn do hình thể bị hủy diệt gây ấn tượng cho thân chân thần về bản chất tạm thời của những hình thể và sự khác nhau giữa vật chất hư hoại và nguồn sống trường tồn. Ai cũng có một cái vài ý về cái sự hy sinh của các loài mà được tiến hóa theo giáo lý mình học nguyên trí thiên liên á, thì sự sống cần phải phát triển qua loài kim thạch đến thảo mộc cuối cùng, sau cùng mới đến giai đoạn là con người. Theo định luật tự nhiên, sự sống của mọi loài á, thì nhờ sự hy sinh của các loài thấp kém hơn hoặc cùng một loài nhưng lại yếu kém hơn. Ở loài kim thạch á, thì thảo mộc và thú cằn, sự hy sinh có cái tính cách là thụ động, nhà bắt buộc là mạnh được thì yếu thua. Chỉ ở giai đoạn con người thì sự hy sinh mới có cái tính cách là tự nguyện, và do tình thương cũng như là mình là tự nguyện để mà có cái tình thương đó. Còn loài thú vật thì tiến hóa hơn cái loài thảo mộc, và hệ thống mà não bộ thần kinh bắt đầu phát triển, cho nên khi xác thân bị tổn hại nó có cảm giác đau đớn. Mà khi mình ăn thịt thú vật để sống thì nó không trái với luật tự nhiên, trừ những cái khi mà mình hành hạ thú vật hay là mình săn bắn để giải trí. Cho nên là tuy nhiên thì cái sự mà thường cảm thông cái sự đó, thành ra mình là con người á, nếu mà có cái lòng thương với được cái từ tâm thương yêu loài vật á, thì mình không có sử dụng, mình giảm bớt cái ăn thịt rồi bớt cái sử dụng thịt để làm thực phẩm nuôi thân. Vì thế cho nên sau cái buổi họp mà học mình á, cái mình ăn chay á. Dạ xin cảm ơn. Thì đó, chị Mai rất là hay. Cụ thể. Thì thế sau cái học này mình chưa ăn chay thì đúng rồi. Thì chị nói là cầm thú ở đây nói vấn đề quan trọng là còn chính cái này là nói về cầm thú săn mồi lẫn nhau để được hy sinh. Thì chị nói là khi cầm thú đã phát triển rồi đó, đến giai đoạn cầm thú rồi đó thì nó biết đau hơn là thảo mộc hay là kim thạch. Tại vì hai cái loại đó nó không có hệ thống thần kinh não bộ phải không chị Mai? Thì dạ, nó không đau. Thật ra mình vì từ tâm mình không có ăn đó là tại vì nó không biết đau, biết sợ này kia. Còn thảo mộc nhiều khi không biết sợ, biết đau. Có thể là có một chút xíu tình cảm mở rồi nhưng mà nó chưa có biết đau đớn giống như là thú vật. Có những cây cổ thụ này kia họ nó tiến hóa cũng khá cao, có thể biết. Nhưng mà bình thường đó, những rau cỏ mình ăn á, nó không có biết đau đớn. Thành ra mình chủ trương là bớt sự đau đớn cho thú vật mình ăn chay. Thú vật nó sắp thành người rồi. Đúng rồi, có những con thú thành người nữa. Ở Việt Nam mình ăn thịt chó nhiều lắm, mà con chó là sắp thành người. Thành ra mình có cái thí em như nói cho kinh nghiệm của em á, thì ở nhà á, mỗi lần mùa mưa với mùa đông á, thì ốc sên nó lên nhiều lắm, nó ăn cây đồ dữ lắm. Thì hồi đó thì mình lấy, mình không có dám giết nhưng mà mình bỏ vô thùng rác thôi. Còn bây giờ thấy bỏ thùng rác là nó cũng như giết nó rồi. Thành ra không bỏ thùng rác mà cứ thấy mấy con đó là cứ quăng vô trong cái hàng rào bằng cây, bằng trồng cây mà hàng rào á, mình cứ quăng vô lại trong đó, nó sống được nó sống.
nó muốn bò vô vò mình quan vậy mà nguyên một năm nay bây giờ không có một con sát sinh nào á, không biết tại sao hình như là nó tại đi vì, á. Tại vì chị lấy mua thuốc xịt nó rồi. Mà thấy rõ ràng là mình không giết nó mà mình quăng để cho nó đi, nó tự sanh tự diệt gì mà tự nhiên bây giờ không thấy con ốc sên, chỉ có còn một cái con sên mà nó mềm mềm thôi, còn con ốc mà nó có vỏ là nó đi đâu hết. Ờ, không còn. Chắc là lần khó nó bảo nhau rồi đi không có người này. Mình mỏi. Dạo này không có người lại. Con sơ tay nó ghét chị Hằng nó ghét. Cái quăng đó là nó ghét. Quăng vô là kể gì chị giết rồi chị. Không, quăng vô cái lùm cây, cái hàng rào á. Chứ không phải là quăng vô cái... Quăng mạnh cho nó bể. Nó đụng vô lá không hả? Ốc mèo nó kỵ muối đó. Ờ đúng rồi, với người ta nói là vậy là cái nó nói là bia luôn nữa. Người ta nói mấy cái hũ gì đó mà để nước bia vô mà tối á, nó ra nó ở trong đó đầy hết chết á. Ngộ nó ngửi sao nó thích à. Kiến gắn gì tôi xịt tốt à. Đúng rồi, có những con vật như con muỗi này kia, muỗi mà nó làm cho con muỗi bị... Nhưng mà kiến á, em có kinh nghiệm là kiến nếu mà mình thấy nó đi một đàn dài đó, đừng có giết, mình lại mình đụng đụng, mình cắt ngang đường nó, mình đụng đụng, mình nói chuyện hay là mình nói gì. Một tí chừng 5 phút sau là thấy nó tan hàng rồi, cái không biết nó rút ở đâu mất tiêu hết. Mình chừng 5-10 phút lại là thấy cái hàng nó đó đi, nó báo động á. Thấy rõ ràng, đừng mấy cái đi kiếm mà nó đi dài dài đó mà. Mình làm cho nó đi. Trường hợp những con vật mà nó làm hại người đó. Đúng rồi. Không nên để nó sống. Ví dụ con muỗi mà nó làm cho mình bị bệnh sốt rét như kia đó, cũng nên trường nó bớt. Nhưng mà thật ra đó thì cái hàng mấy triệu con muỗi ở trong một hồng cấm chứ phải ít, cả triệu triệu có tỷ như có tỷ con muỗi rồi đó. Chỉ có những con chó này kia có thể vài trăm con, mà con chó nhà có thể 50-70 con thôi. Thật ra hồng cấm ít hơn, còn những cái con vật nhỏ đó, kiến hay là ruồi muỗi này kia đó, cả tỷ con ở trong một cái hồng cấm. Thật ra mình giết một nhóm này nhóm kia là không còn, nó kinh nghiệm rồi nó chia với nhau. Đúng là mấy con mà kiến rồi đó là kể như nó không quan trọng. Nhưng mà có những người nói cái số ông đó là sắp chết rồi, coi bó chết rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao sống rồi nó tại cú một đàn kiến. Nghĩ có lý rồi đó. Okay, đó là chuyện trong có kinh chuyện có chuyện đăng trong kinh Phật rõ ràng đó, nhưng mà mình thấy là cái tâm nó vô lý, chuyển cho cái tâm thôi, cái tâm vô cái ý tưởng là nó chuyển hay anh ông nó quên nói là có lý hơn, có lý cái tâm nó có lý hơn là mấy con kiến. Đúng rồi, cái tâm khi ông có cái ảnh ông thấy nó không sát sanh vậy, nâng cái tâm lên, nâng cái tâm với hành động. Hành động mình không có làm được cái sự mà giết được. Cái đó là giúp cái chuyện nhỏ thôi nhưng mà cái tâm mình nó lớn. Đúng rồi. Không phải là tôi nói chuyện ra tôi nhát lắm. Con mũi tôi cũng không có dám giết nữa. Trời hay vậy. Không có mũi tôi không dám giết. Tôi nhiều khi là ở nhà tôi thôi. Bà vợ tôi cầm cự tôi hoài nó biết trời cái mũi dám giữ giết. Đập đó rồi. Mà tôi nhà tôi có nhọn gái cũng vậy. Nó không dám giết mũi. Đâu. Đâu con cưng ngạn em mình á ở ngoài cấp á mũi bụ lắm. Mà nó chích một cái là qua luôn cái em, qua luôn cái ghế bố luôn á. Mà nó vậy mà một khi mà con muỗi nó cắn nó rõ ràng á, mình biểu ra đập đi không, nó ra kệ để cho nó hút đi, nó mập rồi cái là nó không có đi hút người khác. Trời ơi, nó còn giết. Còn siêu. Nó thằng bắt tôi bỏ ra đi. Còn chỉ vậy ngạn á, nó nói vậy á, nó la cho nó hút mập đi rồi nó đừ rồi cho nó hết đi chích người khác. Đến nỗi mấy thằng em họ nó ra thôi em tôi lại chị luôn. Quý vị biết chị Nhãn không? Chị Nhãn là phu nhân của anh Quỳnh Trung Chánh. Đó, chị Nhãn là chị đó đó. Ừ. Nó không giết mũi mà nó cho hút luôn. Thật ra giờ chị vừa qua Mỹ rồi. Bây giờ tôi nói bây giờ mình cũng giết mũi. Mũi nó cắn con mình đi. Đúng rồi. Con mình bị sốt rét đi. Thì không phải là mình hại không? Hại con mình không? Đúng rồi. 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 Đúng rồi.
Ở trong người dưới chân thầy đó mình phải phân biệt là đúng đó, phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, mà tốt nhiều hay là tốt ít, cái nào mà xấu nhiều mình tiếp lên đó. Đó. Đúng rồi. Phân biệt cái trường hợp nào nên làm như thế nào. Nói cái vấn đề mà ăn chay từ đến chín anh quê nãy nha, tôi nói trong sách công thường học không có sách nào bắt buộc, nhưng mà những người mà trên đường đạo và những người không có người nào mà làm ăn tâm tự động, tự động á. Bây giờ những người mà tinh luyện thể xác á là không có cách nào. Thôi bây giờ mình đến giai đoạn ba đi, giờ chị Phước gặp dùm, đưa cái micro cho chị. Chị từ từ nhỏ rồi. Dặn lên. Của con người đều tiến hóa trong một tiên sinh đạo giống như là một nữ sinh nhẹ nhàng đó em tìm cái sự tôn trọng hạnh sống sinh hoạt thiên nhiên tạo thành chân thành con người có sự thay đổi giống như là một cuộc sống ở con người đã có sự phát hiện ý chí tự tiến năng lượng tự phát không còn bị cưỡng chế theo dần tiến hóa như ở những sinh vật hai lắm. Không có loại tiên thật, thảo mộc và thú vật nào được tự do chọn lựa sự hy sinh như là định luật của sự sống. Nó được áp đặt lên chúng từ cả bên ngoài. Chỉ tuần tôi không chỉ được tìm tôi nhờ người khác chỉ cảm động quá trên từ đề nghị quê đọc tiếp đi là nhờ nhờ anh quê đọc tiếp đi chỉ cảm động gì đọc không tiếp không được nhờ anh quê đọc tiếp quê không cần thêm con nó được áp đặt lên chúng từ bên ngoài và nó thúc đẩy sự phát triển của chúng mà không thể lẩn trốn được. Sự tự do lựa chọn của con người thật cần thiết cho sự phát triển đặc tính phân biệt và trí năng tự ý thức. Một câu hỏi được nêu lên, làm thế nào con người được tự do lựa chọn và còn học hỏi tuân theo luật hy sinh trong khi họ là một cơ quan nhạy cảm thường nao núng trước sự đau đớn và sự đau đớn không sao tránh được một khi hình thể bị hủy hoại. Chắc chắn qua khoảng thời gian dài vô tận. Hết rồi. Đấy là quả phần ảnh luôn. Rồi chị đọc tiếp hả? Tôi đọc. Không, không, đọc được. Hết rồi. Đủ rồi. Hết rồi. Chị Phước có cần nói gì thêm không chị Phước? Cái bữa nay chị hơi yếu không? Tôi xin lỗi anh chị, đó là rất ngắn, nhưng mà tôi không cần con lấy gì. Bây giờ quý vị nào có ý kiến nào về đoạn này cứ đưa ý kiến. Tại chị chỉ bệnh cách nay cũng 6-7 tháng rồi, nhưng mà chị ráng, chị đọc ăn bây giờ là quá tốt rồi. Tôi chỉ nghĩ. Để từ sau tôi mọi người khác. Quý vị nào có ý kiến nào trong cái giai đoạn này không? Vâng, kiểu có ý kiến gì đó ta. Không, con người có kiến, tôi cũng chưa chuẩn bị. Anh Quê đọc rồi, có ý tưởng gì không Quê? Dạ. Thôi trong đoạn này thì em thấy có nói là những cái loài phát triển hy sinh mà loài kim thạch hay thảo mộc á với thú vật á thì là tự do chọn lựa không có. Cái đó là theo nó phải theo luật hy sinh đó. Còn như là con người á thì cái sự hy sinh nó có sự chọn lựa. Thì ở trong này nó có cho mình biết rõ cái phần về chọn lựa. Thì đúng rồi, cái đoạn này thì nó tiếp tục như cái đoạn trước thôi. Nó nói là con những cái bậc hạ đẳng như là con Phật hay là thú cầm này kia đó, nó phải theo cây cối này kia đó, là cái sự hy sinh của nó không có được chọn lựa. Đúng rồi. Bắt buộc phải là không quan trọng. Còn đối với loài người á, hy sinh là rất là quan trọng. Đúng rồi.
thì cái kiến vậy đoạn nhỏ nhỏ thôi. Thật ra tôi cũng lựa cái đoạn nhỏ nhất để cho chị đọc, tôi biết chị yếu lắm nhưng mà chị cũng không ráng được. Thì thôi mình đi để đoạn Bế Duyên đọc đi, Bế Duyên thì mạnh lắm. Cái tiếng mà dạ, xin đọc đoạn tiếp theo. Chắc chắn qua khoảng thời gian dài vô tận kinh nghiệm và học hỏi, con người trở nên thông minh hơn, cuối cùng có thể khám phá được luật hy sinh chính là luật căn bản của sự sống. Nhưng trong vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác, con người không bị bỏ rơi để phải cố gắng một mình. Các bậc thầy toàn thiện luôn hiện diện bên cạnh con người trong thời kỳ còn thơ ấu. Các ngài có thẩm quyền công bố luật hy sinh, phối hợp nó vào hình thức sơ đẳng trong các tôn giáo, rồi từ đó các ngài giáo hóa con người mà trí năng hiểu biết mới vừa nảy nở. Thật không ít gì đòi hỏi những linh hồn ấu trĩ này buông bỏ ngay mà không bù đắp lại những gì họ ưa thích nhất, những vật sở hữu mà cuộc sống của họ lệ thuộc. Con người phải được dìu dắt suốt con đường tiến hóa dần dần lên cao, đến lúc đạt được khả năng tự nguyện hy sinh. Đến cuối đường, con người được chỉ dạy lần đầu tiên rằng họ không phải là những thành phần riêng rẽ mà là những phần tử của toàn thể lớn lao, và sự sống của họ được liên hệ với những sự sống khác cao hay thấp hơn họ. Sự sống vật chất của con người được hỗ trợ bởi sự sống của những loài thấp kém hơn như đất, nước, cây cỏ mà họ tiêu dùng. Do đó họ đều dính mắc một món nợ phải trả, sống trên sự hy sinh của giống khác. Đến lượt con người cũng phải hy sinh vài điều để giúp đỡ những sự sống khác. Con người phải nuôi dưỡng cũng như họ vẫn được nuôi dưỡng. Họ đem kết quả do những thực thể ở trung giới tạo ra để hướng dẫn sinh hoạt cõi vật chất. Muốn được vậy, họ phải tạo thêm năng lực. Thế nên tất cả sự hy sinh đều do năng lực này phát sinh, như khoa học có nói đến, và các tôn giáo thường giảng dạy về những trí năng thông tuệ hướng dẫn trật tự vật chất. Khi lửa phân hủy vật chất đậm đặc, những phần tử dĩ thái từ hình thể bị hủy nhanh chóng phục hồi để bù đắp cho những thể dĩ thái khác. Thế là những phần tử của cõi trung giới phóng thích ra được đồng hóa với các tinh linh trung giới trong nhiệm vụ làm cho quả đất phì nhiêu, cỏ cây tăng trưởng. Do đó vòng sản xuất được luân chuyển và con người học được rằng họ luôn luôn mang những món nợ đối với thiên nhiên, chắc chắn là phải trả. Do đó ý thức về nhiệm vụ được gieo và ghi sâu trong tâm trí con người, và cái ơn đối với vạn vật, đối với sự nuôi dưỡng của mẹ thiên nhiên, in sâu trong tư tưởng của con người. Thật sự ý thức luôn phải rất gần gũi với ý tưởng về một niềm hạnh phúc của sự cho ra và mong muốn tiếp tục phát triển để trang trải nợ nần. Con người vốn là một linh hồn non trẻ đang học bài đầu tiên về những sự sống đều phụ thuộc lẫn nhau. Sự sống của mỗi người tùy thuộc vào sự hy sinh của kẻ khác. Đó là điều quan trọng thiết yếu cho việc tăng trưởng. Con người chưa thể cảm nhận được niềm vui thiêng liêng của sự cho ra. Lúc đầu họ chỉ cho ra một cách miễn cưỡng, mà sự hy sinh có nghĩa là phải từ bỏ những vật có giá trị, cho nên họ có cảm giác như là một điều bắt buộc. Dạ, em xin tóm tắt đoạn này. Thì qua một khoảng thời gian dài vô tận kinh nghiệm và học hỏi, con người từ từ nhận biết được luật hy sinh chính là luật căn bản của sự sống. Nó cần thiết cho sự tiến hóa của chúng ta. Nhưng mà về giai đoạn sơ khai, lúc mà chưa tiến hóa, thì con người không bao giờ bị bỏ rơi để phải thực hiện một mình, mà luôn luôn có những bậc thầy toàn thiện ở bên cạnh dẫn dắt họ. Những bậc thầy này có thể rao giảng về sự hy sinh thông qua hình thức các tôn giáo để con người từ từ nhận biết, mà nhận biết được rằng hy sinh một người là một điều tự nguyện thì là tiến hóa cao hơn hết. Con người trong giai đoạn cuối này sẽ tự nhận biết rằng mình không phải là một phần tử riêng rẽ mà là một thành phần của một toàn thể sự sống lớn lao. Trong đó không có vật nào được tồn tại mà không dựa trên sự hy sinh của những loài khác. Dạ, em xin hết. Rồi. Bí Duyên đọc rất rõ và giải thích cũng là rất đầy đủ. Hay. Quý vị nào có ý kiến nào về đoạn này, chúng ta còn 10 phút nữa để mà thảo luận về đoạn này. Chị Văn có ý kiến gì không?
Dạ, thưa tôi có cái ý kiến về cái sự hy sinh của con người. Và cái sự hy sinh ở đây đó, tức là mỗi con người đó là sự thực sự. Ví dụ như là sự hy sinh này là hy sinh trong gia đình, cha mẹ hy sinh cho con, hay là ở ngoài xã hội như là những người lính cứu hỏa hy sinh để mà cứu chữa cho những nạn nhân, hy sinh sông vào lửa để cứu nạn nhân, hay là những người lính hy sinh vào trận tướng, tất cả đều là sự hy sinh của con người. Gì nào có ý kiến gì nữa không? À, trong này mình thì vấn đề mà hy sinh thì trong mình có nói là người ta mình đã hy sinh lẫn nhau để mình nhờ lẫn nhau. Thì trong đó cái hội thương với binh đó, họ nói rằng họ là những người hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc. Thì mà những cái người mình còn lại đó là mình thấy nợ ơn, mà những người thương với binh không bao giờ đòi nợ. Như vậy là có đúng không? Họ hy sinh để cho bảo tồn, nhiều khi có để cho mình còn sống, mặc dù là họ làm bổn phận, cũng như những lính cứu hỏa những bổn phận thôi, những hy sinh của họ đó là những cái mà họ làm bổn phận thôi, chứ chưa chắc là họ tự nguyện. Thì vậy có câu hỏi coi chính cần là sao? Câu hỏi chính đó là họ, cái sự hy sinh của họ có phải là sự hy sinh thật sự là không? Câu hỏi chính đó là những người hy sinh về một phần thân thể của mình, hay là hy sinh tầm mạng sống của mình để thứ nhất là bảo vệ tổ quốc, hay là bảo vệ tài sản của người khác, lý cứu quả chẳng hạn, bảo vệ tổ, thì cái sự hy sinh đó có phải là thật sự hay không? Không. Thì có ai trả lời câu hỏi này không? Cách riêng. Dạ. Mình quay. Tôi thấy thì cái đó tùy theo cái tinh thần của cái người có hành động đó đó. Nếu mà hành động nó gì hy sinh, ví dụ như dường như ở trong cuốn Bhagavad Gita đó, nói cái ông gì mà ra chiến đấu á, tôi không nhớ, thì ổng chiến đấu rồi nhưng mà ổng không có lòng mà để ổng ghét thù mấy người cái người mà đấu nghịch lại, mà tại vì cái đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận của ổng phải làm để đem lại cái sự tốt đẹp cho cái xứ sở thôi, thành ra do đó cái đó mới hy sinh. Đúng rồi, anh trả lời rất là hay và đúng. Nghĩa là những người thí dụ chiến sĩ ra trận đó, nếu mà vì thù quán giặc là mình giết người ta đó, thì cái đó chưa chắc là hy sinh. Mà với cái tâm trạng mà đem lại tự do cho đất nước á, tâm trạng cứu khổ những người khác á, tại vì mình biết giặc này vô động nó bắt người ta đi học tập lâu lắm, cực khổ lắm, thí dụ vậy, mình nghĩ như vậy đó, mà mình do cái tâm trạng của mình thôi. Tất cả những hành động của mình á, đúng hay không á, là do cái tâm trạng, do cái tình thương của mình, do cái sự suy nghĩ của mình mà ra, là nó đúng là sự hy sinh hay không. Có những người thí dụ lính cứu hỏa làm để mà lãnh lương thôi, chứ không phải là để cứu khổ lộ người ta, làm hết việc thôi. Cũng như kỳ trước mình nói đó, có những người mà làm với tính cách là ích kỷ, làm với có đầy đủ lương thôi, nhiều khi kêu rồi người ta trái nhà kêu rồi nó để ngủ chút xíu nữa là mới chạy đi, đâu có ai biết, ví dụ vậy. Thì cái đó là không có đúng. Nhưng mà những người lính cứu hỏa thật sự đó, nghe là nhảy chạy liền tới, vào thẳng trong nhà người ta làm công việc. Còn những người mà không có cái lòng đó đó, ở ngoài chỉ xịt nước sơ sơ có, nghĩa là làm cho khó vậy thôi để lãnh lương, thì do cái lòng của mình hết, tất cả mọi công việc của mình đều do lòng mình hết. Tôi xin bổ sung cái ý nãy của tôi là tức là mình học cái Minh Chiến Thiên Liên này, mình biết đó, tất cả mọi chuyện xảy đến cho mình đều tốt cho mình hết. Thành ra các vị mà đi quân đội mà bị hy sinh một phần thân thể đó thì cũng là do cái nghiệp của mình, mà tất cả những cái đó xảy ra cho mình là đều do mình hết. Thành ra do đó cũng là điều để cho mình trả cái nghiệp, để mình tiến bộ lên. Thành ra cái đó tôi thấy đối với mấy vị đó, mấy vị được dịp làm đó là mấy vị tốt cho mấy vị đó chứ. Không, nhưng mà mình phải nói đi. Nhưng mà mình phải biết ơn. Đúng cái đó rằng mình biết ơn. Đúng. Nhưng mà đối với cái người đó thì phải hiểu vậy. Mình cứ nói là mấy ông này tại vì nghiệp của ông bị khủng. Mà mình phải biết ơn. Đối với mình thì mình phải biết ơn. Đúng rồi. Dạ. Anh nói câu thái hay hay hơn. Bây giờ là có còn câu hỏi nào, hay là còn ý kiến nào về động này không? Ở đây nói là món nợ đó. Món nợ phải trả. Tức là mình sanh ra là đã có mắc nợ rồi. Món nợ gia đình cha mẹ này kia là món nợ rồi, nuôi mình từ nhỏ tới lớn mình mới làm việc được, mới suy nghĩ được. Và nợ xã hội,
ngoài ngoài gia đình còn xã hội nữa. Mình mặc áo đi, mình mặc cái áo thôi đó là rất là nhiều người, một người trồng trồng cây bông, nông dân, rồi cái người dệt vải, rồi cái người buôn bán đem lại cho mình, mình có tiền mua. Chứ mình không có những người đó là mình không có làm, không có cái áo để bận. Thành ra tất cả những sự việc ở trên mình, khi mà mình sống ở đời mình phải mắc nợ thôi, không thể nào mắc nợ thay vì vì vậy cho nên mình phải làm một cái gì đó mình trả lại cho xã hội, cho nhân loại. Anh có nhận xét này ở trong sách nãy giờ nói về sự hy sinh đó, là sự đau đớn của hình thể, tại sao phải hy sinh, tại sao phải có cái tình thương hay gì để hy sinh cái bằng sự đau đớn của hình thể nhiều hơn là hy sinh về tinh thần. Tại em thấy có này, một thí dụ đơn giản trong cuốn phim em mới vừa coi qua là hai cô gái cùng yêu một chàng trai mà cô này nhận thấy cô kia yêu hơn cho nên nhường, hy sinh, vậy cũng là một sự hy sinh vậy. Đúng rồi, hy sinh. Hy sinh người có nhiều dạng. Nhưng mà cái ông kia không thương cô kia rồi. Ông thì hy sinh thật là chuyện quá. Có nhiều dạng. Hy sinh của Duyên nói là về tình cảm. Tình cảm của mình thương nhưng mà thấy cô này cô kia xứng đáng hơn. Không? Thương mình thương cô kia. Thôi để cô kia thấy anh chàng lại đi. Nhưng mà ông kia không có thương cô mà có hy sinh đó là vô ích. Vậy làm sao biết được hy sinh? Anh Nhật làm sao biết được hy sinh có ích mà mình làm theo hy sinh? Hả? Người ta biết là người đó thương mình là mình thương lại thôi. Nhưng mà bây giờ tôi đưa thí dụ là cái anh chàng đó thương cô kia ít hơn, thương mình nhiều hơn. Mà mình hy sinh vậy, mình biết rằng cô này nếu không được anh chàng này chắc tự tử. Đó đúng là hy sinh. Là tại vì mình biết rằng cô này thương mình quá. Đúng rồi. Tuy rằng anh chàng mày thương ít hơn, thương thương mình. Thì mình biết cô này thì tự tử hay làm cái gì đó. Tùy theo, tùy theo. Hay là khó hợp. Đó là tình cảm. Còn vấn đề hy sinh nó có nhiều phần. Tình cảm, lý trí và cái sự sống của mình. Tại vì khi mình, bây giờ mình muốn có tiền để giúp đỡ người khác thì mình phải làm việc nhiều hơn rồi. Dư tiền, mình nếu là làm việc ít thì mình đủ tiền để mình và gia đình thôi. Khi mình làm việc mình làm thêm tiền chút xíu để mình nói cái làm này không phải là để cho mình sống mua Mercedes này kia mình đi hay là sống xa hoa, mà mình làm thêm với tư cách là để có dư tiền để mình giúp đỡ những người cũng là hy sinh. Ở đây có nói là những bậc thầy toàn thiện luôn hiện diện bên cạnh con người trong thời kỳ thơ ấu. Họ không có đòi con người phải buông bỏ ngay mà không bù đắp lại gì những gì họ ưa thích nhất. Nghĩa là trong giai đoạn đầu nó có phần thưởng để khuyến khích mấy người chưa có hiểu tình cảm chưa có phản để khi mình hy sinh ở dưới cõi trần mình lên chỉ cõi trời chân phúc mình hưởng lại thì nó có hưởng, nhưng mà cái đó là ghi vô một cái câu hỏi của Duyên đó là hy sinh nó có cái sự đau đớn về hình thể. Thành ra có thể nói là cái người, ví dụ như cái người lính mà hy sinh mà đỡ ông với giáo cho ông vua, và cái sự hy sinh đau đớn về hình thể, những người mà hy sinh cho chủ ra trận đó mà hy sinh lấy thân mình để mà che cho chủ khỏi chết. Lê Lai á hả? Dạ, như Lê Lai hay cái người lính mà hy sinh mà đỡ ông với giáo đó, như là mình học trong sách đó. Thế còn cái sự mà thưởng lúc mà còn thơ ấu, ví dụ cái đứa trẻ mà mẹ muốn cho nó tập đi thì nó đi được mấy bước thì cho nó một cái kẹo hay là cho nó món đồ chơi, còn mình đi được rồi mình đâu có cần đồ chơi. Đúng rồi. Tôi nghĩ là cái sự nhịn nhục trong gia đình cũng là sự hy sinh. Đúng thế đó. Nhưng mà tôi nghĩ là mình hy sinh rồi để lo thiên đàng hưởng là không phải. Anh Ngạn có gì không lắc đầu á, anh nói cho anh Ngạn nãy giờ chưa nói. Bữa nay thì chúng ta học về cái lực hy sinh. Mình nói về hy sinh á, nó biết bao nhiêu là chẳng, biết bao nhiêu là hoàn chẳng trong cái cõi đời này. Thì những quý vị đã sống qua một cái thời gian cũng rất là dài trong cõi đời này, thì quý vị thấy biết bao nhiêu là cái gương hy sinh ở trên cái cõi đời này. Nhưng mà riêng cá nhân tôi á, thì tôi đã chứng minh và tôi xin xác minh với tất cả quý vị ở đây, tất cả những cái gì mình làm mà trong cái ý nghĩa hy sinh thì luôn luôn Thượng Đế không bao giờ quên. Thượng Đế sẽ có dịp trả công bội hậu lại cho chúng ta.
riêng cá nhân tôi từng là một thầy thuốc ở nông thôn, tôi tốt nghiệp các sĩ y tế, thì sau đó tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi là thầy giáo ở trường trung học. Thì trong giai đoạn mà ở nông thôn tôi làm nghề thầy thuốc, thì tôi đã giúp đỡ những cái người tôi thấy tội nghiệp lắm. Họ có, họ sưng phổi nặng, thở không được nữa, tức là nó gần nghe thở đó, họ bọc và chạy tới, mà trong túi họ không có cách nào, nghèo khổ vậy đó. Tôi vẫn vui vẻ tôi giúp, từ từ tới chiều được đó, mà đứa nhỏ nó sống lại. Rồi có những trường hợp cha mẹ đi làm ngoài đồng, chị ở nhà coi mấy đứa em nó cũng bệnh nặng nên sắp chết, bồng chạy tới, tôi vẫn lo cho nó sống. Tới chiều cha mẹ về chỉ biết nói lời cảm ơn chứ không có tiền bạc. Thì quý vị thấy đó, đó là một cái tự nguyện của mình. Tôi cũng nhờ Thông Thiên Học dẫn dắt, bởi vì tôi đã theo cái Thông Thiên Học là hồi 17 tuổi, lúc còn là sinh viên, cho nên cái ý nghĩa phụng sự là phụng sự với tất cả tấm lòng của mình thương yêu, thì cái đó mới có ý nghĩa thôi, chứ không phải vì tiền bạc, vì danh vọng, vì tiếng tăm, thì cái đó không có ý nghĩa gì hết. Rồi cái chứng minh của tôi á là những việc tôi làm vậy á, trời Phật không bao giờ bỏ qua. Khi tôi làm hiệu trưởng một cái trường trung học có hai lớp để thách thôi, tức là ở đó 500 thí sinh đi thi vô để thách lấy gần 100 người, thì quý vị tưởng tượng 400 em kia sẽ bị dốt nát, cha mẹ đâu có tiền nữa mà gửi lên tỉnh học, học trường tư nữa, đóng tiền nữa, làm sao. Tôi mới vận động phụ huynh học sinh, vận động chính quyền, tôi xin mở 10 lớp để thách, tức là lấy hết, tức là 500 em thi đó không em nào rớt. Tôi lên tới Bộ Giáo dục, ông giám đốc về giáo dục, ông bắt tôi phải cam kết nếu anh làm không xong anh mất chức hiệu trưởng, còn anh làm xong tôi sẽ bổ giáo sư xuống cho anh, với điều kiện anh phải cách 5 lớp học, 5 lớp để cho 10 lớp, bởi vì một phòng học dành cho 2 buổi, thì buổi sáng một lớp, buổi chiều một lớp, thành ra 10 lớp để thách thì chỉ cần 5 phòng học. Bộ chỉ có tiền cho tôi 2 phòng, cho tôi cắt được 2 phòng. 3 phòng đó tôi phải vận động với tất cả những cái thương gia, vận động với chính quyền, xin vật liệu, đủ thứ hết, rồi xin phụ huynh đóng góp thêm. Cuối cùng tôi cắt được 5 phòng học. Và cái năm kế đó, tôi thâu hết luôn 500 đứa học sinh, không đứa nào rớt. Phụ huynh mừng quá, gặp tôi nói, trời ơi, giờ ông về đây mà con cháu tôi không có đứa nào dốt hết, nó đi học hết, còn những năm trước giờ nó nhà nó làm ruộng hết. Thì quý vị thấy á, cứu được tương lai 400 đứa, cái chuyện đó là cái chuyện mình thương nó thôi. Nhìn nó rớt ở nhà nó đi cài cuốc, rồi cuộc đời nó thì sẽ tới đó là hết rồi. Còn bây giờ nó học vậy đâu có tốt tiền gì đâu, lần hồi nó lên tới tú tài. Thì quý vị thấy từ cái lòng thương của mình, từ cái hành động tự nguyện của mình, trời Phật cũng ghi nhớ. Rồi tôi nói cái chuyện vượt biên cho quý vị nghe. Tôi đi ghe tôi 50 người, gặp 3 chiếc hải tặc của Thái Lan. À, nói tới hải tặc Thái Lan thì quý vị biết rồi, nó hung hăng, nó tàn bạo lắm. Nó bắt hết mọi người lên, nó lục xé, đàn bà, gái, nó hãm hiếp, đủ thứ hết. Nhưng có một ông đầu bếp, tôi nghĩ đó là trời Phật sai không? Ông rất hiền từ, ông không tham gia vô những cái hành động của mấy thằng thanh niên hải tặc đó, mà ông đi vòng vòng, ông coi mấy đứa con nít, rồi ông xách ra những cái xô nước đá, ông chế vô những cái chai sơ bên đó, đầy hết xô, ông đem cho tụi nó uống. Quý vị biết ở trên biển là gần 4-5 ngày không có nước, không có thực phẩm, trẻ con nó kiệt quệ, nó gần chết, bây giờ nó bu là nó uống nước. Trong đó có 3 đứa con nhỏ của tôi, bu lại nó uống nước, thì quý vị thấy là nó tỉnh thôi.
Đức Sư Minh đáp: như đá lạnh. Chưa hết, ông ra đằng sau, ông lấy khuôn mực, ông nướng ở trên cho bô sẹp bánh hết. Ông nướng vậy, ông bằng cho đứa một con. Quý vị thấy nó đường đói mà nó xé khuôn mực ra, có muối trong đó nữa, mặn hơn. Uống nước, Sư Minh đáp với nước đá, làm sao nó chết. Nó lăn ra nó ngủ. Rồi tới tối á, ông nấu một ảng cháo vậy nè, ông hấp cá hồng. Cá hồng á, ông đem nước tương ra đó, rồi ông kêu mấy nhỏ ăn. Thì quý vị thấy không, chỉ có ông đó tâm Phật, ông mới làm được chuyện đó. Còn khi những cái thằng thanh niên khác, nó lo nó hưởng thú vui nhục nhục của nó, nó lo nó lục gạo nó lấy tiền lấy bạc. Thì quý vị thấy, chính lúc đó tôi ngồi ở trên cái cầu, cái cột chỗ, cái cột cờ đó, tôi ngửa mặt lên trời, tôi chỉ cảm ơn trời Phật thôi, là đã cho người để có cái tâm Phật vậy, để cứu tất cả trẻ em với những người đói khát trong tình bạc. Thì quý vị thấy, cái hy sinh của mình không bao giờ bị bỏ mất đâu. Thành ra, mình học thông thiên học này đủ hết lý thuyết, đủ hết sách vở, nhưng mà chánh nhất, theo tôi kinh nghiệm, là phải phụng sự với tất cả tấm lòng, thương yêu. Rồi cái kết quả đi tới đâu tới mình không biết mong. Dạ, cảm ơn anh Ngạn ạ. Anh cho những cái kinh nghiệm của anh học thông thiên học thực hành nữa, chứ không phải là học lý thuyết không, mà phải thực hành đúng rồi. Thì tất cả quý vị ở hội thông thiên học mình biết là mình có quyển sách để thực hành, đó là quyển Ký Kinh Thầy. Mình đọc cái quyển đó rồi mình thực hành từng đức tánh trong đó, thì thế nào cũng cái sự tiến hóa của mình thế nào cũng được nâng cao thôi. Không có cần phải luyện thần nhãn thần nhĩ hay là cái gì hết, mình chỉ thực hành cái quyển đó là tốt nhất. Thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi, chuẩn bị để chúng ta làm kết thúc. Lời nguyện cầu kết thúc buổi họp. Hỡi ác man, chân linh cao cả, toàn năng, toàn thiện, vô sở bất tài. Ngài là con là Ngài. Ngài như thế nào, con như thế ấy. Nguyện cầu lý tưởng này luôn soi sáng cho tất cả chúng ta, và tinh thần huynh đệ thực sự luôn sống mãi với chúng ta. Nguyện cầu ân huệ từ các đấng chân sư trọn lành, ban rải cho tất cả chúng sinh, hầu trợ giúp chúng sinh vững mạnh trên đường tiến hóa. Chúng con chân thành cảm tạ ơn trên đã trợ giúp chúng con sáng suốt để cùng nhau học hỏi trong buổi học này. Nguyện cầu vạn vật thái bình. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện hôm nay. Mời tất cả ở lại dùng cơm trưa.